hôm nay ta sẽ lên đường đến thành Rajagaha. Nhanh như vậy sao? Ta từng hứa với vua Bimbisara của nước Magadha, chờ khi ta tìm ra chân lý, nhất định. Hôm nay ta sẽ lên đường đến thành Rajagaha. Nhanh như vậy sao? Ta từng hứa với vua Bimbisara của nước Magadha, chờ khi ta tìm ra chân lý, nhất định. Hôm nay ta sẽ lên đường đến thành Rajagaha. Nhanh như vậy sao? Ta từng hứa với vua Bimbisara của nước Magadha, chờ khi ta tìm ra chân lý, nhất định đến chia sẻ với ông ấy. Sao lại có nhiều người vậy? Sau khi Yasa trở thành tỳ kheo, bạn bè của thầy ấy cũng quyết định xuất gia làm tỳ kheo. Con đường phía trước mặt của ta giống như một dòng suối nhỏ. Nhiều dòng chảy nhỏ sẽ hợp lại thành sông lớn nếu họ muốn làm tỳ kheo. Các thầy là đệ tử đầu tiên của ta. Các thầy hãy hướng dẫn cho họ đi. Nhưng những điều chi tiết trong cuộc sống vẫn xin ngài chỉ dạy. Các vị hãy vào đây. Muốn làm một tỳ kheo, trước tiên các vị cần phải cạo bỏ râu tóc của mình. Khoác lên thân tấm y vàng, quấn quanh người và bày vai bên phải. Giờ đây, những đệ tử đầu tiên của Buddha sẽ chứng minh cho các vị. Trước khi nhận sự chứng minh, hai gối phải quỳ xuống đất. Bất cứ ai cũng có thể được chứng minh, nhưng đối với các vị, đây là sự chứng minh của Buddha. Lúc nghe pháp lành, phải ngồi tư thế như hoa sen, bàn tay mở. Con xin quy y Buddha. Buddham Sharanam. Con xin quy y thật tướng của pháp. Con xin quy y đoàn thể từ bi và yêu thương. Đã nói xong quy y Phật Pháp Tăng, giờ đây các vị đã trở thành tỳ kheo. Hãy làm một giọt nước trong dòng sông tư duy, luôn sống một cuộc sống giản dị và hòa hợp. Lúc ta vắng mặt, các thầy hoàn toàn được phép. Trong tăng đoàn các thầy có thể chứng minh cho người muốn xuất gia. Những người muốn xuất gia mà không thể đến đây, các thầy có thể chứng minh cho họ ở trong thôn làng của họ, trong nhà của họ, trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân, để họ trở thành người xuất gia. Các thầy phải làm mô phạm đạo đức cho người đời. Điều mà chúng ta gọi là giáo giới không phải để phô trương cho người khác thấy, mà là để răn đe chính bản thân mình. Này các thầy, hôm nay chúng ta mang trên vai một trách nhiệm nặng nề. Đó là đem đạo giải thoát khai thị cho nhân loại. Hôm nay chúng ta hãy tạm biệt nhau ở đây. Mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi. Đường ai nấy đi. Chân lý cao tột do ta tự chứng ngộ và giảng lại cho các thầy. Hãy đem những gì ta đã dạy đi truyền bá lại cho mọi người.
Bệ hạ, đã khuya lắm rồi, sao Nanda vẫn còn chưa về chứ? Nanda vẫn chưa về sao? Sau này không cho phép nó ra ngoài một mình, đi đâu cũng phải có vệ binh theo sát một bên. Ta đã mất đi một đứa con rồi, giờ đây... Bệ hạ, ngài đừng nói vậy mà. Con trai của ngài nhất định sẽ làm cho tiếng tăm của ngài vang khắp bốn bể. Phải rồi, nó vốn có thể ở nhà làm người kế thừa của ta, vậy mà nhất định phải ra đi, muốn giáo hóa cả thế gian. Bây giờ ta chỉ mong đứa con thứ hai được. Đừng mà, một lần thôi. Tình yêu này, rượu ngon này, những điệu múa, hoa diện này, hoa diện này. Nanda. Thôi đủ rồi. Con đã dẫn nó đi đâu vậy? Đi tìm mấy cô cung nữ, đi đến hoa viện, thưa bệ hạ. Đó là chỗ mà tuổi tác như con có thể tới được sao? Đừng mẹ ơi, em vẫn là một đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, là do anh Devadatta dạy hư nó thôi. Ở bên anh ta không học được điều gì tốt đẹp hết. Nè, cô dựa vào đâu mà đổ hết tội lên đầu của ta chứ phu nhân Yasodhara? Bệ hạ, con không hề ép buộc bất cứ ai làm điều mà họ không hề thích, tuyệt đối không có chuyện đó. Đúng vậy bệ hạ, là chính con muốn đến đó. Thật ra con cũng đã lớn rồi, con tự biết mình cần làm gì. Vậy à, con nghĩ con đã lớn rồi sao? Phải mẹ à, con đã lớn rồi. Con còn biết mẹ lúc nào cũng thương anh Siddhartha hơn con nữa kìa. Bệ hạ, sao ngài có thể không cho Nanda đến hoa viện được? Hoa viện đó là do ngài ra lệnh xây mà, vì Siddhartha mà xây nó. Con nói vậy đúng chứ? Ngài muốn Siddhartha tìm đến cung nữ để đùa vui, để hưởng thụ cuộc sống. Vậy bây giờ ngài thử nói xem, Tại sao bây giờ em trai của Siddhartha lại không được đến đó chứ? Tại sao vậy hả? Devadatta, anh đừng nói thêm gì nữa. Tốt nhất là phu nhân Yasodhara, ta chỉ muốn nói một câu, thật là tội nghiệp cho Nanda quá. Từ xưa tới giờ cứ bị cho là đứa con nuôi bị bỏ rơi. Tại sao anh họ, anh nói đúng. Năm xưa anh Siddhartha đi qua viện thì cha vui, vậy mà tới lượt con đi sao lại tỏ thái độ với con? Hồi con còn nhỏ, con đã thiếu tình thương của cha mẹ. Tâm ý của cha mẹ lúc nào cũng dành hết cho anh Siddhartha. Con đã không có tuổi thơ, giờ đây cha mẹ phải để cho con được sống theo ý mình. Nanda, đừng đi mà Nanda. Mẹ ơi, không phải là lỗi của Nanda đâu. Sở dĩ nó trở nên như vậy
là do anh Devadatta xúi dạy thôi. Ta không thể ngờ được sao nó có thể nói ra những lời làm đau lòng cha mẹ tới vậy chứ. Sao nó lại có những suy nghĩ đó? Ta đã cố gắng làm hết trách nhiệm của người cha, nhưng mà Ngài đã đi theo con đường này đến đây phải không? Ngài có thấy một người con gái chạy về hướng đó không? Không thấy. Có chuyện gì? Cô ta là một kỹ nữ. Đêm qua cô ấy đã chuốc rượu, làm cho chúng tôi đều say sưa. Sáng nay chúng tôi phát hiện tất cả tiền bạc đều bị biến mất. Không có nguyên nhân gì sao? Thưa tiên nhân, chúng tôi muốn đưa cô ấy trở về Varanasi. Như vậy là cô ta đã làm nhẹ gánh cho các anh rồi. Vậy mà các anh còn oán trách cô ta nữa hay sao? Ngài đang trêu chúng tôi sao? Chúng tôi chỉ quan tâm đến vàng bạc thôi, đâu có rảnh để quan tâm đến cô ấy chứ. Những thứ đã mất đi, không thể tìm lại được. Chắc cả đời của ngài chưa nhìn thấy số tiền lớn như thế bao giờ. Nói thật là chúng tôi đã bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo. Vẻ đẹp của cô ta đã mê hoặc chúng tôi. Bằng không đâu có chuyện gì xảy ra. Cô ta vẫn đang cướp tài sản của các anh đó. Trước đó cô ta đã cướp hết tài sản của các anh, rồi còn cướp đi hiện tại của các anh nữa. Các anh hãy trả lời xem, ngay chính lúc này cô ta có buồn rầu vì các anh giống như các anh đang buồn rầu vì cô ta hay không? Vì sao cô ta buồn? Vậy tại sao các anh lại buồn? Có đúng như vậy không? Trước đó cô ta cướp tài sản của các anh, các anh đi bắt cô ta lại, trừng phạt cô ta. Nhưng tương lai, tức là chính lúc này, các anh lại đuổi theo tìm kiếm cô ta. Các anh ôm gánh nặng của quá khứ, cố thay đổi một tương lai không hề biết trước. Đó chính là thời khắc các anh đánh mất đi hiện tại của mình. Ngài nói cũng phải. Nếu chúng tôi sống trong hiện tại thì sao? Thì các anh có thể nhận ra chính mình, có thể phát hiện ra những thứ khiến cho các anh khổ đau. Vậy ngài có thể tự tìm ra được chính mình không? Chúng tôi tìm ra chính mình thì sao chứ? Cho ta mượn cây sáo của anh đi nào. Người tu hành cũng biết thổi sáo à? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đây là lần đầu tiên ta thổi sáo lại. Vậy mà tiếng sáo còn hay hơn trước kia nữa. Ta đã nhận ra chính mình. Nếu bạn muốn thổi được một điệu sáo khiến lòng người xao xuyến, đừng quá để ý đến cây sáo nữa, mà cần phải chú tâm vào nơi chính mình. Ngài có thể dạy cho con thổi được điệu sáo hay như ngài không ạ? Con muốn tìm lại chính mình.
ngài có thể nhận con làm đệ tử được không? Nhưng ta phải lấy đi sự ngạo mạn của con. Svaha. 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 Nhìn thân sắc rạng rỡ trên gương mặt ngài, chắc hẳn tên của ngài rất đẹp. Ta tên là Siddhartha Gautama. Ồ, là người đã tuyên bố không có đấng tạo hóa đây ư? Ta chưa hề nói đấng tạo hóa không tồn tại, cũng chưa từng nói có đấng tạo hóa tồn tại. Sáng sớm ngày mai chúng ta hãy tiếp tục đàm đạo, bây giờ cũng đã muộn rồi. Đêm nay ngài hãy nghỉ lại rừng tĩnh tu này nha. Xin mời. Chủ nhân của khu rừng tĩnh tu này là... Khu rừng tĩnh tu này là của tôi. Còn có các sa môn đệ tử của tôi nữa. Tôi là Uruvelakasapa. Ta từng nghe qua tên của ngài. Ngài chính là Uruvelakasapa, chuyên cung cấp chỗ cư trú mùa mưa cho các ẩn sĩ phải không? Tạm thời hôm nay ngài nghỉ trong lều cỏ của tôi nha. Mời ngài. Sau khi thiền định xong thì ta mới nghỉ ngơi sao? Nếu như ngài cho phép, hôm nay ta sẽ ngủ lại trong căn lều kia được không? Thưa đại sư, trong căn lều ấy có một con rắn độc. Nó ở mãi trong đó không chịu đi. Nó mà cắn ngài không biết phải làm sao. Xin cứ yên tâm, ta sẽ nghỉ ở đó. Dạ thưa thầy, hãy mau ngăn đại sư lại đi. Ngài ấy không chịu đứng lại đâu. Tâm của ngài ấy đã quyết rồi. Này anh bạn, hãy trở về rừng của mình đi. Ở đây sẽ không an toàn cho bạn đâu. Dù rằng bạn không cắn người ta, nhưng cũng sẽ có lúc bạn gặp nguy hiểm tới tính mạng.
sao ngài lại ngồi ở đây? Hôm nay tôi còn nói với các đệ tử của tôi, không biết là ngài đang ở đâu nữa. Ta không muốn ở mãi trong đó nữa. Vì sao? Ngài đang dạy đệ tử của ngài. Nếu như ta đặt vấn đề trước mặt đệ tử của ngài, như vậy thì há chẳng phải là làm khó cho ngài hay sao? Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Ngài cứ thẳng thắn nói ra điều ngài muốn nói. Ngài từng đề cập đến một vài điều liên quan đến khổ ải. Ngài cho rằng khổ có thật hay không? Ngài cũng tin rằng đằng sau khổ có nguyên nhân chăng? Đúng vậy. Nếu như có nguyên nhân sinh ra sự đau khổ, vậy thì khi nguyên nhân ấy chấm dứt thì khổ đau cũng không còn. Giống như mặt trời có thể xua tan bóng đêm. Ta tin những gì ngài nói đều là thật. Chỉ là kinh nghiệm ấy đến từ cá nhân của ngài. Những lý luận ấy không có ghi chép trong hệ thống chính pháp. Ngài nói rằng có một con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Quan sát trí tuệ của chính mình và đi sâu vào thiền định. Nhờ vào đó mà con người có thể hiểu được chính mình và hiểu rõ tất cả chúng sinh. Nhưng tôi có một thắc mắc. Những nghi thức tôn giáo như là thần thông và cúng tế, chúng có ích lợi gì không? Giả sử nếu như có người muốn đi qua bên kia sông, vậy thì họ phải làm sao? Theo tôi nghĩ như vậy, nếu như nước sông cạn thì họ có thể lội qua. Còn nếu nước sâu quá thì phải chèo thuyền hoặc là bơi qua sông. Nếu như anh ta không muốn lội qua sông, không muốn bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy anh ta chỉ có thể cầu xin thần linh. Khi cầu xin như thế, bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân anh ta không? Hàng người này chúng ta gọi họ là kẻ ngu si, đại ngu dốt. Cũng như vậy, nếu một người dùng trí tuệ hàng phục dục vọng và ngu si, thì làm sao họ lại không tìm được chân lý và đạo giải thoát kia chứ? Nếu như chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Họ không thể bước ra khỏi vạch xuất phát. Tôi từng đọc rất nhiều thanh điển, cũng được học qua nhiều thầy, nhưng chưa có ai dùng lời lẽ và hình thức đơn giản để chỉ bày chân lý nhiệm màu của sinh mạng. Xưa nay chưa có. Ngài dẫn dắt loài người hướng về chân lý vô thượng. Ngài từ bi như vậy. Hỡi Buddha đấng giác ngộ, xin người hãy thu nhận con làm đệ tử của ngài. Hỡi đấng oai dũng, hỡi con người của thời đại, hôm nay chúng con xin quy y Buddha. Hôm nay chúng con xin quy nơi giáo pháp của ngài. Hôm nay chúng con xin quy y toàn thể tăng già. Thời gian tựa như nước trôi, ngài chính là con thuyền đưa chúng con vượt qua biển khổ. Tôn sư, đúng là không còn thể thống gì rồi. Thật là vô pháp vô thiên mà. Ông ta quả thật có một vài thủ đoạn, tự cho mình là bậc giác ngộ, xem thường người khác, lại dám nói mình là Buddha. Mà lực của ông ta không nhỏ. Uruvena Kasaba và hai người anh em của ông ta, còn có cả đệ tử của họ nữa, đều đã gia nhập vào tăng đoàn của tên lừa bịp kia rồi. Nguy rồi, đây là chuyện không hay. Ông ta không tin dễ đà, còn cho rằng các kinh điển truyền thống đều là giả nữa chứ. Điều đó chưa đáng nói.
ông ta còn không tin cả đấng tạo hóa. Ngay cả đấng tạo hóa ông ta cũng không tin. Đúng là ngày tận thế sắp đến rồi. Đúng vậy thưa đại sư, ông ta đã đi truyền pháp cho khắp dân chúng Magadha, còn nói là chỉ có dứt trừ bi thương và đau khổ mới có thể đạt được sự tịch tịnh trong tâm hồn. Ông ta muốn đánh thức trí tuệ của dân chúng. Thưa đại sư, thế lực của mối họa này rất lớn, bùng phát ghê gớm. Để ông ta tiếp tục làm như vậy, sớm muộn gì cũng theo luôn cả chúng ta. Chánh pháp sắp tàn cả rồi. Không đâu, ta sẽ không để ông ta thực hiện được ý đồ đó. Vua Magadha sẽ nghe theo chúng ta. Ta phải lấy đầu tình Buddha kia treo trước cửa thành Magadha cho dân chúng thấy. Bệ hạ Bimbisara giả đáo. Tâu bệ hạ, có một trận cuồng phong đã làm sập đổ mọi thứ trước mắt chúng ta. Có kẻ đang lung lay nền tảng chánh pháp và xã hội chúng ta. Là kẻ nào? Tên tuổi lai lịch ra sao? Một kẻ lừa bịp đã không tin đấng tạo hóa, còn không tin cả chánh pháp, đi khắp nơi rêu rao mê hoặc dân chúng Magadha làm đệ tử của hắn. Chắc là bị bệnh gì đó thôi, loại đó thiếu gì, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tường đồng vách sắt đâu thể bị những ngọn gió nhỏ như vậy thổi sập được. Bệ hạ, đây không phải là ngọn gió bình thường, là hắn đang thách thức sự thống trị của vương quốc chúng ta. Ngài cần phải xem xét việc này. Hành động này là tạo phản đó. Nếu hắn thật sự dám làm phản thì nhất định phải ra tay trừng trị. Tên hắn là gì? Xin bệ hạ thứ tội, bạn của ngài đang chờ ở bên ngoài cung, còn có các đệ tử của ông ta nữa. Siddhartha Gautama đến rồi sao? Bệ hạ, bệ hạ, thì giờ quý báu của ngài. Tâu bệ hạ, ông ta không thèm ra nghênh đón ngài, thật quá ngạo mạn. Ta từng hứa với ngài, bây giờ ta thực hiện lời hứa. Ta đã trở về đây. Ta biết mà, lời ngài nói ra chưa từng thất hứa. Nhưng ngài không còn là người bạn của ta năm xưa nữa. Ngài là ai vậy? Những đứa trẻ trong làng Uruvela đã nói rằng ta đã đạt được giác ngộ, nên gọi là Buddha. Thật tuyệt diệu. Buddha, Buddha, Buddha. Vậy bây giờ ta cũng gọi ngài là Buddha. Sự thay đổi từ Siddhartha đến Buddha
quả thật không thể nghĩ bằng. Ngài đã mang đến ánh sáng và hòa bình. Phẩm chất thù thắng tuyệt diệu của Ngài giống như sự vi diệu thanh cao của tiếng ôm. Chắc Ngài đã chứng được chân lý vô thượng. Còn ta, dù đã làm chuyển luân thánh dương, nhưng vẫn thấy tự hổ thẹn. Nếu như Ngài có suy nghĩ như vậy trong đầu là không đúng đâu. Ban đầu Ngài dùng tuệ nhãn quan sát ta, nhờ đó mà Ngài đã nhận ra giữa chúng ta có thể đối với nhau như bạn tâm giao. Giờ đây Ngài dùng tư tưởng để quan sát ta. Tư duy của Ngài không thể nào phân biệt được giữa ta và Ngài có gì khác nhau. Một bậc trí siêu quần và một kẻ ngu muội như ta đây khác nhau như trời với đất. Mặt đất là nền tảng của chúng ta, còn trời xanh cho chúng ta không gian tự do. Thân chúng ta đều ở trong đó. Nếu vậy cần gì phải phân biệt? Ngài tin vào pháp hay tin vào đạo đức? Lẽ nào hai điều này không giống nhau sao? Đúng vậy. Đạo đức lấy thiên đường là mục tiêu để khuyên con người hướng đến, và địa ngục khiến cho con người sợ hãi, phân biệt sự đúng sai của sự vật. Còn pháp thì không như vậy. Vậy pháp là gì? Thế nào gọi là chân lý vô thượng? Chỉ có thể tự mình thể nghiệm, hiểu rõ bản thân, nhận thức được chính mình. Không có tư tưởng, không có dục vọng, chỉ bằng cách cảm nhận và giữ được sự trung hòa, lãnh hội được những điều này, Ngài sẽ không còn nhận thấy sự tồn tại của vạn vật có gì khác biệt, như thời tiết thay đổi, cây cối lá rụng mà điêu tàn. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó chăng? Tất nhiên là được. Trí tuệ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngân hà. Chân lý vô thượng đó, mỗi người đều có thể sở hữu. Ngài có thể nhận con làm đệ tử chăng? Đương nhiên. Xin Ngài ban ân cho con. Bây giờ cũng sắp đến ngày trăng tròn, cung thỉnh Ngài và các tỳ kheo đây cùng theo con về dùng ngọ trai. Sao các người im lặng không nói gì vậy hả? Những lời nói hiền hòa êm tai ấy ẩn tàng một phẩm chất đầy sức thu hút. Nó vô cùng giản dị. Ta thấy ông cũng bị hắn mê hoặc rồi. Không phải tôi, là bệ hạ Bimbisara đã bị Buddha mê hoặc rồi. Ngài chỉ biết chắp tay yên lặng và lắng nghe, giống như là một đứa trẻ hiếu kỳ vậy. Thuần phong của xã hội xuống cấp rồi. Bệ hạ hoàn toàn tin tưởng ông ta. Tới bước này thì chúng ta không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ. Đại nhân ơi là đại nhân, sự việc chưa đến nỗi bi quan như vậy đâu mà. Bệ hạ Bimbisara đã cung kính thỉnh Buddha khai thị. Ngài còn mời ông ta và tỳ kheo của ông ta vào cung dùng cơm nữa. Đại sư à, Ngài lo mà giữ địa vị của mình đi. Nếu không cẩn thận đề phòng thì vị Buddha kia sẽ khiến vị trí của Ngài lung lay đó. Xem ra thì bệ hạ không nghe lọt tai những ý kiến phản đối Buddha nữa rồi. Tên Buddha kia truyền bá đạo giải thoát cho dân chúng, đối với chúng ta mà nói thì đó là một đòn chí mạng nhất. Phép tắc đều do chúng ta đặt ra. Bà La Môn chúng ta là cội nguồn của chân lý thật thánh. Không có tri thức của chúng ta
thì sát đế lỵ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong triều chúng ta còn tôn quý hơn cả quốc vương. Giai cấp phệ xá có thể tích lũy của cải đều nhờ vào giáo pháp của chúng ta. Còn cho giai cấp thủ đà la có cơ hội được cúng dường để bọn họ được hưởng phước báo. Hình thức xã hội như vậy đã vận hành suốt mấy ngàn năm nay. Vậy mà một tên sát đế lỵ như Siddhartha Gautama, ông ta đã vượt lên đứng trên các bà la môn để đạp đổ cả một chế độ. Đại sư, vậy thì chánh pháp của chúng ta phải làm sao? Còn tương lai chánh pháp của chúng ta nữa? Chúng ta chính là chánh pháp. Bạn của kẻ thù chúng ta chính là bệ hạ của chúng ta. Chúng ta chỉ còn một cách là tìm cho kẻ thù của chúng ta một kẻ thù khác. Những việc chính sự nhơ bẩn kia không phải là chuyện của Bà La Môn nên nhúng tay vào. Thế nhưng bây giờ chúng ta còn biết phải làm sao đây? Cần phải bảo vệ chánh pháp của chúng ta. Chúng ta phải sắp xếp một con chó trung thành canh giữ ngay phòng tuyến này. Hắn có thể răm rắp phục tùng chúng ta. Chỉ cần một người thiếu lý trí, không có sự tự chủ, không chịu được những điều không hợp ý mình, một sắc đế lỵ đầy quyền lực, có được người đó dù là bệ hạ thì cũng phải nằm yên trong tay chúng ta. Có người như vậy sao? Không sai, có một người. Sau bổn mạng của người đó hiện rõ, người đó sẽ mang đến sự hủy diệt cho cha của mình là thái tử Ajatasattu, con trai bệ hạ Bimbisara. Tên của cậu ta có nghĩa là sự thù địch, cũng là kẻ thù của chính cha mình. Kẻ thù của kẻ thù chúng ta, Ajatasattu. Thưa thái tử điện hạ, bệ hạ truyền ngài vào cung gặp mặt. Truyền ta vào làm gì chứ? Để ta đi gặp Buddha có phải không hả? Vào gặp tên sát đế lỵ bại hoại đó sao? Là tên lính đào ngũ đó phải không? Không hiểu bệ hạ nghĩ cái gì nữa. Nói với bệ hạ là ta sẽ không đến đâu. Hôm nay mặt trời vẫn mọc ở phương đông đúng chứ? Không ngờ là một bên phụ vương kêu ta đến gặp Buddha, còn một bên là đại sư của chúng ta đích thân đến gặp ta. Thái tử điện hạ, ta không phải là người quen cầm đao múa kiếm, nhưng ta rất thích chiêm ngưỡng tài nghệ của thái tử điện hạ. Đường kiếm của ta xưa nay không bao giờ có đối thủ nào hết. Thưa điện hạ, tiếng tâm anh dũng của ngài mọi người không ngớt ca tụng. Vậy là ngài đến đây để ca ngợi ta sao? Hay là sợ ta? Điện hạ, tất cả mọi người đều đang trông đợi ngài. Vì sao? Cha ta Bimbisara vẫn còn đó. Ngài ấy trị vì đất nước khéo léo, dân chúng ủng hộ, xử sự công minh. Điện hạ, nhìn những gì hiện nay bệ hạ đang làm, ta e rằng bờ cõi của Magadha, ngay cả thành Rajagaha này cũng khó mà giữ nổi.
Nghĩa là sao hả? Tiên nhân và kẻ lừa bịp hoành hành, ngài còn có thể mong chờ gì chứ? Ngài đang nói đến Buddha đúng chứ? Đúng vậy, là Buddha, một bậc chuyển luân thánh dương như bệ hạ Bimbisara mà còn bị ông ta mê hoặc. Bệ hạ không bị những người như vậy lừa bịp đâu. Theo ta thấy thì tình hình không tốt lắm thưa điện hạ. Bệ hạ đã bị Buddha mê hoặc rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì chánh pháp của chúng ta cũng sẽ gặp nguy. Nếu như giáo pháp của ông ta truyền bá khắp nơi, vậy thì địa vị của Bà La Môn chúng tôi đặt ở đâu đây chứ? Đại sư, ngài không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Điện hạ, ngài nói gì vậy? Khi Ambabali vừa xuất hiện thì hoàng hậu điện hạ phải chịu nhiều bất công. Điện hạ à, dương vị đã lung lay không vững, còn thêm chuyện của Buddha nữa. Nếu bệ hạ không thoái vị lo tu hành thì phép tắc của vương quốc còn đâu? Vua chúa khắp bốn cõi, không ai sợ chúng ta. Chúng ta không thể tự làm cho nó diệt vong được. Ngài thừa kế ngôi vua thì lãnh thổ Magadha sao có thể chỉ vỏn vẹn trong mấy tòa thành nhỏ nhoi này được chứ? Ta cũng rất lo lắng về chuyện này. Ai có thể xoay chuyển được cục diện này? Một vị sát đế lệ, một bậc đại dũng sĩ, không còn nhân vật nào kiệt xuất hơn ngài. Vậy thì ta đồng ý với ngài. Lãnh thổ Magadha sẽ mở rộng khắp bốn cõi. Ta nhất định phải làm được chuyển luân thánh dương. Và sau này các nước khác phải thần phục dưới bước chân của ta. Ta sẽ cùng với các Bà La Môn chia sẻ vương quốc của ta. Nếu như ta biết được một pháp lành, vậy thì pháp ấy không chỉ dành riêng cho ta mà mọi chúng sinh đều có thể hành, đạt đến giác ngộ như hôm nay ta đã trải qua. Nếu như ta biết được một pháp lành, vậy thì pháp ấy không chỉ dành riêng cho ta mà mọi chúng sinh đều có thể hành, đạt đến giác ngộ như hôm nay ta đã trải qua. Nếu như ta biết được một pháp lành, vậy thì pháp ấy không chỉ dành riêng cho ta mà mọi chúng sinh đều có thể hành, đạt đến giác ngộ như hôm nay ta đã trải qua khảo nghiệm cực kỳ gian nan như dục vọng, phẫn hận, ảo tưởng, tham lam, đói khát. Tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt, nhưng lòng ta vẫn kiên trì, không hề dao động. Ta từng thệ nguyện, dù cho hy sinh cũng phải chứng ngộ chân lý vô thượng. Cuối cùng ta cũng đã chứng được chân lý cứu cánh ấy. Đấng giác ngộ vĩ đại, xin ngài dạy cho con đường chứng được thiện pháp ấy. Vạn vật trong thế gian dung hợp thành một thể, nó giống như một sợi dây vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nếu như ngài siêng làm điều thiện, như ngọn sóng đổ xô vào bờ, theo thời gian nghiệp thiện sẽ theo ngài từ đời này qua đời khác cho đến ngày giác ngộ. Ngược lại, nếu ngài tạo điều ác, sẽ nhiều đời nhiều kiếp lãnh chịu quả báo khổ. Và như vậy thì tất cả những điều đó kết thành nguyên nhân sa đọa. Nếu như ngài chuyên chú chánh niệm vào từng phút giây trong hiện tại, giữ được sự bình lặng an nhiên, ngài sẽ tìm thấy được trung đạo trong chính nội tâm, không buồn không vui, vượt ra ngoài ràng buộc lưu chuyển của nghiệp lực, cuối cùng sẽ chứng được chân lý vô thượng. Thank you.
Yasodhara, tại sao khắp nơi trong phòng của con lại thắp nhiều đến vậy hả? Thưa mẹ, đón khách đến nhà cần phải đốt đèn làm lễ nghi đúng không mẹ? Nhưng lòng con đến khi nào mới được thắp sáng đây hả mẹ? Yasodhara, sao con có thể mất kiên nhẫn tới vậy chứ? Mẹ ơi, chúng ta không khác gì những ngọn nến này. Cha thì đau lòng vì xa cách đứa con yêu dấu, nhưng người lại giấu đi nỗi đau thương đó để an ủi người thân. Còn một người mẹ hiền như mẹ phải giấu dòng lệ vào tận đáy lòng để lau khô nước mắt cho đứa con vô. Một người mẹ không cho phép mình sống trong hoài niệm, còn đứa con gái thì cũng chìm đắm trong đau khổ không sao thoát ra được. Nhưng mà đứa con gái đó cũng đang mang tới niềm vui rất lớn cho cha mẹ chồng của mình và cả đứa con trai Rahula, vị vua tương lai của đất nước này mà. Ngày ngày con đều thắp nến nguyện cầu, chàng có trở về không hả mẹ? Có phải là chàng đã quên chúng ta rồi không? Chàng từng nói khi nào tìm ra câu trả lời, chàng nhất định sẽ trở về. Vậy mà ngày qua ngày vẫn mặc vô âm tín, dù một lời nhắn cũng chưa từng gửi về cho con. Rốt cuộc thì chàng có trở về không hả mẹ? Yasodhara, con đã đốt những ngọn nến này là để mong nó trở về, sao trong lòng con vẫn còn hoài nghi? Siddhartha có thể quên hết tất cả, nhưng sẽ không bao giờ thằng bé quên con và Rahula, quên phụ vương của nó, cũng không thể quên mẫu thân của nó. Ta chắc chắn nó cũng không thể nào quên được thần dân đất nước này. Siddhartha ra đi vì nó muốn giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau. Ta chắc chắn nó sẽ trở về, nhất định là nó sẽ trở về mà. Nhưng sao mẹ vẫn không thể ngăn được nước mắt của mình hả mẹ? Con còn phải đợi bao lâu nữa mẹ ơi? Con còn phải chịu đựng nỗi đau ly biệt này đến bao giờ nữa? Con phải thắp bao nhiêu nến nữa hả mẹ? Chàng đã quên con rồi, chàng không về nữa. Chàng đã quên con rồi mẹ ơi. Đã khuya như vậy rồi ai còn xuất cung? Nhìn xem con trai của ta thật là khôi ngô tuấn tú. Sao mẹ không khen ngợi tài trí của con chứ? Coi kìa, đứa con trai đầy tài năng của ta, con đã chơi một ván cờ rất xuất sắc, khiến cho bệ hạ và Nanda chống đối nhau. Một công đôi việc đó mẹ à. Con làm rất đúng, con phải gây sự bất hòa giữa cha con họ, như vậy bệ hạ mới không còn giữ trong đầu cái ý định muốn cho Nanda thừa kế ngôi vua. Dù bệ hạ có để Nanda thừa kế ngôi vị cũng không sao hết. Nói thẳng ra, Nanda chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay con mà thôi. Một khi nó chìm đắm vào trong những thú vui ở hoa viện rồi thì nó còn tâm trí đâu mà nhớ đến vương vị nữa chứ. Con phải cho nó say sưa trong đống rượu ngon, vĩnh viễn không thể đứng dậy nổi,
nó sẽ không bao giờ khống chế được tình dục của bản thân và chỉ có thể hủy hoại mình. Thậm chí là nó có thể phải chết được đó mẹ. Và khi đó thì bệ hạ sẽ căm hờn mà đoạn tuyệt nó. Quá tuyệt vời, con trai của ta tuyệt vời lắm. Siddhartha đã đứng ngoài cuộc rồi, giờ đến Nanda cũng đã trúng kế của con. Nó sẽ thất bại thảm hại. Các người ra ngoài hết đi. Em định đi đâu vậy Nanda? Em biết chị lại đến đây để lên giọng vậy điều hay lẽ phải nữa rồi. Nhưng bây giờ thì em bận rồi chị à. Em phải tới hoa viện chơi với anh Devadatta. Em không cần sự cho phép của cha mẹ sao? Em phải khiến cha mẹ tổn thương thì mới chịu hả? Tổn thương? Lúc anh Siddhartha tới đó có ai cấm cản không? Còn em đi thì nói em làm tổn thương họ. Đủ rồi Nanda. Sao em có thể so sánh mình với anh trai của em được chứ? Em có một tí phẩm chất nào tốt đẹp như anh ấy hay không hả? Em soi mình vào gương đi. Nhìn vào mắt của mình và tự hỏi đi. Trong lòng của em sẽ tự hiểu thôi. Đúng rồi, em thừa nhận là em không vĩ đại như anh ấy. Không phải vấn đề vĩ đại hay là không vĩ đại. Anh của em quyết định trở thành một người đi tu là chí hướng có từ thời thơ ấu. Nhưng em có từng nghĩ về tương lai của mình chứ? Em hãy thử nghĩ đến tâm trạng của cha mẹ lúc đó. Họ mong muốn anh trai của em biết đến và tận hưởng cuộc sống hưởng thụ. Nhưng anh ấy chưa hề mê đắm vào dục vọng, không quên đi chí nguyện lúc nhỏ của mình, để rồi quyến luyến nơi hương sắc cấm qua đó. Nếu là em thì em có thể làm được gì? Năm xưa em không biết được là có bao nhiêu người đẹp muốn kề cận bên gối của anh ấy đâu. Vậy mà anh của em không hề động đến. Cho nên những người đẹp đó đành phải bỏ cuộc trước quyết tâm của anh em. Em có còn muốn so sánh mình với anh ấy nữa chứ? Mà sự thật là ngay cả Ambabali cũng không làm được gì anh trai em. Không phải loại hoa nào sống trong bùn cũng không hôi mùi bùn đâu Nanda. Em hãy nghĩ lại xem, trên vai em còn có một trách nhiệm vô cùng to lớn. Trên thì em phải hầu cận cho phụ vương, dưới còn phải lo cho muôn dân nữa. Em chính là tương lai của chúng ta. Đừng bắt buộc Nanda phải gánh thêm nhiều trọng trách như vậy chứ. Nó không chịu nổi đâu. Em đã làm thằng nhỏ sợ nữa rồi. Cứ như là nó phạm phải tội tày trời không bằng vậy đó. Em thử nói xem, có ai trong cung này dù chỉ là một người thôi chưa từng đến qua viện hay không? Không trả lời được chứ gì. Không có ai. Cho nên Nanda, đi thôi. Hay là em muốn để cho nó đi xuất gia tu hành hả? Đi thôi Nanda. Đợi đã Nanda. Anh ta đang hại em đó. Nó không còn là trẻ con nữa đâu Yasodhara. Để cho nó hưởng thụ cuộc sống đi chứ. Anh đợi em ngoài xe nha Nanda.
Nanda. Đừng bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của em. Bây giờ em đã lớn rồi, có thể phân biệt được đúng sai. Đi thôi nào. Đi. Anh nói rất đúng anh họ à. Đương nhiên bản thân em cũng biết rõ điều gì tốt cho em. Anh đi đi. Em không đi nữa đâu. Được, hay quá. Coi kìa. Ôm, thưa tôn giả xin hãy bố thí. Nhìn ai cũng trẻ măng như vậy mà lại đi xin ăn, không hề biết xấu hổ là cái gì hết hay sao? Xấu hổ gì chứ, người ta không lao động, ở không ngồi rồi mà được uống được ăn kìa. Xem kìa, Buddha muốn làm phúc cho nhân dân đây à. Nhưng bản thân ông ta thì bỏ con bỏ vợ mà ra đi. Ai còn thích bọn họ, đúng là điên rồ. Không hề biết xấu hổ là cái gì hết hay sao? Đi ra chỗ khác đi, và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Cút đi. Người ta không cúng dường cho các thầy đúng không? Bạch đạo sư, chúng con còn có thể đi nơi khác khất thực chăng? Tất nhiên là được. Nhưng lý do khiến các thầy đi nơi khác, nếu nó cũng đi theo các thầy đến đó thì sao? Không đâu bạch đạo sư, chỉ tại người nơi thôn đó luôn mắng nhiếc sỉ nhục chúng con. Đã vậy còn trêu đùa và làm nhục chúng con. Vì vậy mà các thầy sân giận à. Nếu họ đem cờ qua chào đón các thầy thì tâm các thầy sung sướng hoan hỷ ư? Vậy có nghĩa là các thầy đem sự bình lặng trong tâm giao hết cho người khác. Ngoại cảnh có thể làm dao động các thầy, cũng có thể làm vui lòng các thầy. Bạch đạo sư, đây là lỗi của chúng con. Nếu như ngoại cảnh có thể khiến tâm chúng con khổ đau và phẫn nộ, chỉ vì chúng con chưa lãnh hội được giáo huấn của Ngài. Nếu các thầy còn ôm lòng sân hận, thì các thầy cách chứng ngộ chân lý còn quá xa. Bạch đạo sư, lời Ngài giải thích chúng con đã hiểu. Ta mong các thầy hãy ghi nhớ một điều. Con người xưa nay không dễ đón nhận những thứ mới lạ. Các thầy đang phá hủy tín ngưỡng trước đây của họ. Tất nhiên là họ không thích. Đầu tiên, họ sẽ chọc phá các thầy, rồi đến hành hung các thầy, và sau đó trốn tránh các thầy, không quan tâm tới các thầy nữa. Nhưng dần dần, họ sẽ đón nhận các thầy. Các thầy phải trải qua sự chuyển hóa, phải giữ sự khiêm cung nhẫn nhục. Kính thỉnh an Buddha, bệ hạ Bimbisara đã cho xe ngựa đến để hộ tống ngài, kính mời ngài lên xe. Xin cảm ơn. Hãy chuyển lời với bệ hạ của ông, ta và các thầy tỳ kheo sẽ đi bộ đến Dương Cung. Xin theo ý của ngài thưa Buddha.
Con của tôi, con của tôi. Chị à, đã đến lúc đưa cháu đi rồi, chị đừng khóc nữa. Không được. Ông trời ơi, thần linh ơi, hãy để cho con trai con sống lại. Xin đừng lấy đi sinh mạng của nó. Con cầu xin ngài trả nó lại cho con đi mà. Gotami à, đừng quá đau buồn. Người chết không thể sống lại được. Con trai của tôi, có ai không, có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không? Bẩm hoàng hậu điện hạ, bước đã đến rồi. Đây là phu nhân của con, hoàng hậu Vedehi. Đây là các đạo sư dương tộc Magadha, họ đều tinh thông kinh điển. Còn đây là tướng quân cùng các đại thần của Magadha. Chào đón ngài, xin mời. Kính mời ngài an tọa và dùng ngọ trai. Mời ngài ngồi. Mời quý vị vào chỗ ngồi. Kính mời quý vị cùng dùng ngọ trai. Tướng quân, thái tử Ayastu đâu rồi? Ngài ấy đang luyện kiếm ở bãi tập, thưa bệ hạ. Không có ai nói cho nó biết hôm nay có Buddha đến sao? Ngài ấy biết, thưa bệ hạ. Nàng đã nói cho nó biết rồi hả? Thím đã nói rồi, nhưng... Đây là Ayatastu, con trai của con. Con hãy mau đến làm lễ với Buddha đi. Xin lỗi phụ vương, con không cúi đầu hành lễ với bất cứ ai. Lành thay, lành thay. Bằng lòng với sự uy hiếp từ sức mạnh bên ngoài là việc làm không đúng. Ý của ta chính là không có sự tôn trọng thì lấy gì để hành lễ chứ. Đừng có lo, ta hiểu mà. Chẳng có gì đáng để cho ta hành lễ cả. Thanh kiếm của cậu rất đẹp, cậu tự rèn kiếm cho mình hay sao? Ta là thái tử, vì sao ta phải tự tay làm? Cũng đúng, thái tử thì không cần phải biết rèn kiếm như thế nào. Nhưng khi thợ rèn trao kiếm lại cho cậu thì lúc đó làm sao?
cậu có thể phân biệt được chất lượng tốt xấu của thanh kiếm. Ta sẽ thử độ bén của nó, múa dài đường sẽ cảm nhận được đặc tính của nó thế nào. Vậy có nghĩa là cậu sẽ không vội vàng kết luận trừ khi chính mình kiểm nghiệm xong. Không sai. Nếu như đối với ánh nắng mặt trời, cậu làm thế nào để kiểm tra được độ nóng của nó? Điều này rất khó nói. Đơn giản thôi, vô cùng đơn giản. Vạn vật trong thế gian hấp thụ được độ nóng, đó là căn cứ vào nhu cầu của từng cá thể. Lá cỏ ra sức sinh trưởng cũng không cao hơn qua mặt trời Surya. Cây cỏ cũng như vậy. Tại vì cây cỏ có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, cho nên nó có thể mọc rất cao. Cậu nói rất đúng. Cây cối khỏe mạnh sẽ tỏa cành lá xum xuê, cây cỏ thường cao vút tận mây xanh. Ý nói rằng quy luật của tự nhiên chính là sự trưởng thành. Ta đi sắp xếp lại vài thứ rồi sẽ tìm ngài sau. Nó vẫn chưa hiểu chuyện, con xin thay mặt con của con xin lỗi ngài. Cá tính bất khuất của cậu ấy rất có ấn tượng với ta. Tôi còn giao nó cho ông đâu, đứa con đáng thương của tôi. Kính chào đại sư Sơ Kỳ. Con của tôi. Nhờ ngài khuyên cô ta giúp tôi, phải mang đứa bé này đi hỏa táng chứ. Nhưng mà cô ta cứ ôm nó ở trong lòng, không chịu buông tay ra. Đại sư ơi, xin cứu con của con. Con xin ngài hãy cứu nó đi mà. Xin đừng khóc nữa. Ta hiểu nỗi đau của chị. Tôi biết có một người có thể làm cho con của chị sống lại. Người đó là ai vậy hả đại sư? Ngay cả bệ hạ của chúng ta cũng không sánh được một phần của ông ta. Ông ta có thể trả lời mọi câu hỏi của chị. Nhất định là ông ta có thể làm con trai chị sống lại. Ông ta là ai vậy đại sư? Xin hãy nói cho tôi biết đi. Hãy nói đi mà. Là Buddha. Buddha. Thưa đại sư, ngài ấy đang ở đâu vậy? Đang ở trong vương cung. Hãy đến đó đi và gọi lớn tên ông ấy. Dạ dạ. Con của tôi. Không lẽ ngài ấy là một bậc đại tiên chăng? Nhất định có thể khiến cho con trai của cô ta bị sống lại. Tôi muốn gặp Buddha. Nè, đến đây làm gì hả? Đây không phải là nơi bà đến đâu, về đi. Xin cho tôi được vào, tôi muốn gặp Buddha. Tại sao không ai giúp tôi hết vậy? Cho tôi vào đi mà, cho tôi vào đi. Cho tôi vào đi. Nè, đứng lại. Thả đứng tôi lại ra. Đứng lại. Thả tôi ra. Hãy cho cô ta vào đi. Ngài là tia hy vọng cuối cùng của con. Thưa Buddha, xin ngài cứu sống con trai con. Xin trả con trai lại cho con đi Buddha. Cho con thoát được nỗi đau này. Cầu xin ngài, xin trả con lại cho con đi. Trả con lại cho con đi Buddha. Xin cứu sống đứa con của con. Ta có thể làm cho đứa trẻ sống lại, nhưng chị phải đi làm một vài việc. Chị đi đến bất cứ nhà nào trong thành và hãy xin họ một hạt cải. Dạ dạ được, con sẽ đi ngay, con sẽ đi ngay. Nhưng hãy nhớ rằng nhà mà chị xin hạt cải nhất định phải là nhà chưa từng có người thân nào qua đời cả. Dạ được thưa Buddha. Dạ được.
Con của mẹ ơi. Xin hỏi anh có thể cho tôi xin một hạt cải không? À, được thôi, tôi có mà. Mà chị xin có một hạt thôi hả? Nhưng mà xin anh nói cho tôi biết, trong nhà anh từng có người qua đời không vậy? Nè chị, chị nói gì vậy? Mà cũng không giấu gì, cha mẹ của tôi đã qua đời vào nửa năm trước rồi. Xin lỗi anh, tôi không thể lấy hạt cải của nhà anh. Vợ tôi cũng vừa mới mất, con trai của tôi nó cũng đã qua đời rồi. Con trai và con dâu của tôi đều qua đời rồi. Vợ của tôi và con trai tôi đều bị nước lụt cuốn rồi. Xin hãy nghe tôi nói. Không. Có ai ở nhà không? Mở cửa đi. Mau mở cửa đi. Vạn vật trong thế gian có sinh ắt có tử, đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ, là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Nếu như trước đó ta nói với chị những sự thật này, chị có tin lời ta hay không? Vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời, giống như chân lý vô thượng này vậy. Mỗi đêm trăng mọc lên, ngày ngày lớn dần, cho đến lúc tròn đầy. Sau khi tròn đầy lại khuyết dần, cuối cùng không còn thấy gì, rồi lại bắt đầu xoay dần. Nhưng nó không hề mất đi, chỉ là ở ngoài tầm nhìn của chúng ta thôi. Con của chị không hề chết đi, nó chỉ là đang sống trong lòng của chị. Đúng vậy, điều bộ nhăn nhó nói cười của nó, điều bộ nhăn nhó nói cười của nó. Chị hãy bình tâm trở lại, sẽ hiểu được những điều này. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh. Chị cũng hiểu vạn vật đều không thể trường tồn. Thưa Buddha,
làm thế nào con mới có thể giải thoát được? Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, đều phải giữ được sự điềm nhiên giữa hai thứ ấy. Cứ thực hành như vậy thì xiềng xích của khổ đau tự nhiên được mở, hiểu rõ được chân lý tối thượng thôi. Và theo sự mở mang của trí tuệ, chị sẽ thấu hiểu được sống và chết, tụ hội và chia ly chẳng phải là hai mà là một. Con có một việc thỉnh cầu. Con đã chuẩn bị một món quà muốn dâng tặng ngài. Ngài đã vượt ra ngoài mọi ràng buộc của thế gian, nhưng phần lễ phẩm này sẽ gắn kết ngài với con. Bên ngoài Dương Thành Magadha có một rừng trúc nhỏ gọi là Tinh Xá Veluvan. Nếu ngài có thể lưu trú ở đó là niềm vinh hạnh to lớn của con. Đây là một món quà nhỏ con xin dâng tặng lên ngài và chúng tỳ kheo. Vô cùng cảm tạ bệ hạ. Vậy thì vào 4 tháng mùa mưa, chúng tăng sẽ cư trú ở đó. Hỏi bậc Oai Dũng, bậc Vô Úy, ngài đã giải thoát sinh tử, xin ngài hãy nhận lễ vật cúng dường nhỏ bé của con. Devadatta đã hoàn toàn mất hết quy củ rồi. Bệ hạ xin hãy bớt giận, hãy tha thứ cho sự vô tri ngu muội của nó, để sẽ đi nói chuyện với nó. Để có khả năng thuyết phục được nó sao? Nó chịu nghe lời không? Thưa bệ hạ, ngài cho gọi con. Con còn biết quy củ trong cung này nữa không, Devadatta? Con làm gì sai sao? Hôm qua nó lại uống say mềm. Nanda, thành ra như ngày hôm nay đều là chuyện tốt do con dạy cho nó. Nó với một tên say mềm là hoàn toàn vô nghĩa, cho nên ta đã im lặng. Devadatta, trước đây con cũng say xỉn, nói nàng thô lỗ trước mặt ta. Rồi còn đổ hết trách nhiệm cho Siddhartha. Ta đã nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua việc làm ngu xuẩn của con. Nhưng mà thưa bệ hạ con. Người nghe cho kỹ đây. Lần cuối cùng ta cảnh cáo người. Từ nay trở về sau, nếu như ta nghe được người còn tiếp tục lôi kéo Nanda hoặc là bất cứ vị dương tử nào khác vui chơi say xỉn, thì người đừng trách ta tại sao lại nặng tay với người. Con biết rồi thưa bệ hạ. Ngươi mà biết cái gì chứ? Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nhưng ngươi lại muốn lôi kéo Nanda đi qua diện nữa. Bệ hạ, con không có đưa nó đi. Là Nanda nó muốn tự đi. Con là anh của nó. Nếu như nó kêu con đẩy nó xuống giếng thì con cũng làm hay sao hả? Từ ngày hôm nay, cấm không cho Nanda đi qua diện. Bằng không tội này sẽ đổ hết cho con. Con nghe rõ chưa? Thật quá quắt. Dù không làm cứu được cho Nanda thì cũng không được đẩy nó vào con đường xấu. Mau tới cầu xin bệ hạ tha tội đi.
phải thề là từ nay không còn được để xảy ra chuyện này nữa. Không phải như vậy, đến chạm chân làm lễ đi, nhanh lên. Đủ rồi Devadatta. Con là anh cả trong mấy anh em, cũng là người kề cận ta lâu nhất. Nhìn con tái phạm lỗi lầm, ta thật sự rất đau lòng, con biết không? Là con đã quá ngu xuẩn thưa bệ hạ. Con không xứng đáng để bệ hạ tha thứ. Con cũng là con trai của ta. Ta chỉ mong sau này con đừng tái phạm nữa. Devadatta, tạm thời hãy nhẫn nhục. Không đâu, con muốn đoạt lấy ngôi vua của ông ta. Con nhất định phải cho ông ta biết mặt thì con mới hạ dạ. Bằng cách nào? Còn ai có thể giúp con thực hiện được giả tâm này đây? Có một người, Ajatasattu. Cha cứ đợi mà coi, coi con liên kết với Ajatasattu như thế nào. Devadatta con đi sẽ xoay chuyển thế cờ. Là con sao? Con đến đây làm gì? Là con sao? Con đến đây làm gì? Là con sao? Con đến đây làm gì? Sao vậy? Con không được vào tẩm cung của cha sao? Ta không gọi thì không được tùy tiện vào. Con đã vô lễ với người mà cha tôn kính. Buddha gia hộ cho con, cuộc sống của con sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng con đã quá ngạo mạn. Con sẽ không chạm chân làm lễ người mà con không kính trọng đâu. Ajatasattu, con quá ngạo mạn rồi đó. Bây giờ không cúi đầu, sớm muộn gì con cũng không giữ được nó. Hay thật, đây chính là phước lành mà cha ban cho con trai của mình đó sao? Con thực sự không ngờ là cha lại tôn trọng ông ta đến như vậy. Cha phản đối luôn con trai của mình, không cần biết lý do gì cả. Cũng vì tình bạn với thái tử Siddhartha mà cha đã tặng cho ông ta một đội quân để bảo vệ Kapilavatthu. Giờ đây thì ông ta mang cho mình tấm áo cà sa của nhà tu. Cha tặng cho mấy toàn bộ tỉnh xá Veluvan. Ta làm việc gì không lẽ phải đợi con cho phép mới được làm hay sao? Từ giờ, nếu cha vẫn cứ làm theo ý của mình nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận mà thôi. Bao nhiêu năm nay các bà la môn đều trung thành bên cha, cho dù trong chính sự hay là lúc nguy nan đều dốc sức ủng hộ Magadha của chúng ta. Cha đã cho họ thứ gì hay chưa? Ngược lại thì Buddha ngồi đó hưởng thành quả thôi. Con trai à,
Có rất nhiều việc con vẫn chưa hiểu. Ta không hề đối đãi bất công với Bà La Môn, nhưng Buddha không phải là người tầm thường. Ngài ấy là vì tạo phước lành cho nhân loại, dứt trừ khổ đau cho chúng ta. Những khổ đau cha mang đến, hãy để Buddha làm giảm nhẹ đi. Ajatasattu, để cho con nói hết đã. Cha làm cho mẹ và con đau khổ vẫn chưa đủ hay sao vậy? Cũng chỉ vì con kỹ nữ Ambabali. Từ trước tới giờ con chưa gặp Ambabali mà, cũng không hiểu cô ấy nữa. Sao con lại có thể nói cô ta như vậy chứ? Con đi mà thèm đi gặp một kỹ nữ ti tiện của Vesali sao? Lão sược, không được phép dùng ngôn ngữ này xưng hô với Ambabali. Phải, cô ta ở bên cha thì cao quý không ai bằng cả. Trước khi gặp cha, không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu người đây nữa. Người đàn ông trong lòng cô ta có quá nhiều. Cô ta chính là cô kỹ nữ sống nhờ tiền cấp dưỡng của cha mà thôi. Ajatasattu, ta đây là cha của ngươi mà. Con thật sự thấy rất hối hận. Từ khi bước chân vào cửa, trong lòng ngài đầy ắp tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói tiếp nghe được không? Ta nói ra điều này chỉ làm tổn thương nàng mà thôi. Mọi việc phải nhờ vào sự chia sẻ mới có thể làm nhẹ bớt bi thương. Ta là vua Bimbisara của nước Magadha, vậy mà lúc gặp khó khăn lại còn tệ hơn cả một người bình thường. Buddha đã đến rồi, nhưng ta lại không thể đưa nàng và con trai Jivaka đến diện kiến ngài Buddha được. Nếu nàng có mặt ở đó lại khiến cho hoàng hậu không vui, Ajatasattu có thể sẽ làm nhục nàng trước mặt mọi người. Thật sự là ta cảm thấy rất bất lực trước chuyện này. Vấn đề này không phải là kết quả mà thiếp mong đợi. Tất cả là lỗi của thiếp, bởi vì thiếp mà ngài và con trai của mình đã xảy ra xung đột với nhau. Thiếp thật sự hy vọng có thể làm một điều gì đó để bù đắp lỗi lầm này. Không đâu Ambabali à, hiện giờ chúng ta đều bất lực. Ajatasattu và ta đã khởi ra nhiều xung đột. Nó không chỉ sỉ nhục tình thương của cha nó, mà nó còn thách thức quyền uy của một bậc tôn vương. Hiện giờ nó rất muốn nắm quyền thống trị Magadha. Dạ tâm đã che mờ đôi mắt của nó. Thậm chí nó còn làm nhục cả Buddha nữa. Trước mặt một bậc thánh nhân, không ai là không cúi đầu hành lễ hết. Chỉ trừ đứa con ích kỷ đó ra. Ambabali à, đây là vận mệnh của ta, ta chỉ biết chấp nhận nó mà thôi. Ta đã đoán trước việc này tất nhiên sẽ xảy ra. Thí chủ xin người bố thí. Thí chủ xin người bố thí.
Ông không lo lao động thì chỉ được ăn cháo loãng mà thôi. Muốn ăn cơm á thì ra đồng làm việc đi. Chúc thí chủ phước lành. Hành vi của ngài quả thật rất khác thường. Người phụ nữ thô lỗ với ngài như vậy, vậy mà ngài vẫn ban phước cho cô ta. Ngài đúng là biểu tượng của hòa bình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, tất cả đều nhờ thầy tôi dạy bảo thôi. Thầy của ngài là ai vậy? Là Đức Sakya Muni Buddha. Ngài có thể dạy tôi được điềm nhiên an định giống như ngài không? Để tôi dạy cho ngài. Thực ra hiện giờ tôi cũng đang không ngừng học tập. Buddha thường dạy giữ vững lý trung đạo. Giữ được trung đạo sẽ không rơi vào trong đau khổ nữa, trái lại cũng không chìm đắm trong niềm vui. Trung đạo ấy ở đâu? Sakya Muni Buddha nói mỗi người đều có thể làm được, chỉ cần thức tỉnh liền thấu hiểu được những điều này. Đó là cánh cửa để đi vào chân lý vô thượng. Hết thảy chúng sanh trong thế gian đều là muôn hình dạng trạng của chân lý. Chúng ta cũng xuất hiện trong những hình trạng đó, rồi sau đó chúng ta lại biến mất bằng một hình trạng khác. Ngài ấy đã giải thích chân lý nhiệm màu một cách đơn giản như vậy. Xin ngài hãy nói nhiều hơn chút nữa đi. Những điều này đều là do Buddha chứng ngộ. Hết thảy tất cả chúng sanh đều mang trong mình một kho tàng chân lý, do đó chúng ta chắp tay kính chào. Dù rằng điều này trong thế gian khó được chấp nhận, nhưng phương pháp ấy đã truyền đạt một thông điệp: chân lý trong tâm tôi tương ứng với chân lý trong tâm bạn. Cho dù bạn có ý thức được hay là không, đạo sư của ngài có thu nhận tôi làm đệ tử không? Có chứ. Bây giờ tôi cùng đi gặp thầy của ngài Sakya Muni Buddha. Moggallana ơi, tôi đã tìm được người mà lâu nay chúng ta muốn tìm kiếm, là Sakya Muni Buddha. Ngài ấy nói cánh cửa chân lý nằm ngay trong tâm của mỗi chúng ta. Ngài ấy đã tự thực hành và chứng nghiệm, không phải chỉ nghe người khác nói rồi tin đâu nha. Tất cả đều bắt nguồn từ kinh nghiệm cuộc sống. Vậy còn chần chờ gì nữa bạn của tôi? Hãy nhanh lên đi gặp ngài ấy. Sư huynh à, chúng ta cần phải tiếp tục tu hành, đến quy y với Sakya Muni Buddha để học tập theo chân lý vô thượng. Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của bạn như vậy thì giống như là đã tìm được kho báu rồi, phải không? Tôi cùng đi với bạn. Chúng con còn muốn đi nữa. Chúng con muốn đi. Nếu chúng ta đều đi hết thì ai ở lại rừng tịnh tu đây? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tốt nhất hãy đến xin phép và được sự đồng ý của thầy. Thầy dạy sao chúng ta làm theo vậy. Thế nào? Đi thôi, chúng ta hãy lên đường. Đi thôi. Các bạn đợi ở đây nghe. Chúng con thỉnh an thầy. Sao đột nhiên các con lại muốn gặp ta vậy? Có việc gì quan trọng sao? Thưa thầy, Sakya Muni Buddha đã đến xứ Magadha rồi. Chúng con tin rằng ngài ấy có thể giúp chúng con chứng được đạo giải thoát. Xin thầy cho phép chúng con muốn đến chỗ ngài ấy. Chúng con muốn đi. Các con này muốn đi sao? Ta còn muốn để con và Moggallana tiếp quản công việc ở rừng tịnh tu này. Mọi việc đều do các con làm chủ.
ta sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Thưa thầy, chúng con muốn rời xa nơi này, mong thầy đừng đem trách nhiệm của trường Tịnh Tu để ràng buộc chúng con. Chúng con tin chắc rằng nương theo Sakya Muni Buddha, chúng con có thể thành tựu cảnh giới tu tập cao hơn. Khu rừng Tịnh Tu này mới là của các con. Thưa thầy, con cầu xin thầy cho phép chúng con rời khỏi rừng Tịnh Tu này. Thôi được rồi, các con hãy đi tìm chân lý cao tột đó đi. Sự ban phước của ta luôn đồng hành cùng các con. Bạch đạo sư, quân ấy là Sariput, còn đây là Moggallana. Họ đã rời đại sư Sanchaya, muốn đến đây để làm tỳ kheo đệ tử của ngài. Họ còn đưa bạn bè của họ tới đây nữa. Các vị đến đây với ta. Thầy các vị là Sanchaya chắc chắn rất buồn. Chúng con đã được sự đồng ý của ngài ấy rồi. Một tấm lòng rộng lớn biết bao. Chúng con chưa có được chút trí tuệ nào, nên khi biết tin ngài đến đây, chúng con đều nghĩ rằng ngài có thể giúp chúng con đạt đến giải thoát. Gặp được ngài, chúng con đã nhìn thấy được ánh sáng mà mình đang mong cầu. Xin ngài đừng từ chối chúng con, xin hãy thương xót chúng con. Khi các vị đã cất bước đi đầu tiên, thì ta chắc chắn sẽ dìu dắt che chở cho quý vị trên bước đường gian khổ ấy. Bạch Thế Tôn, trong thiền định ngài đã đạt được những gì? Ta không đạt được gì cả. Chỉ là ta xa lìa sân hận, thoát ly nỗi buồn. Ta không còn cảm giác âu lo. Ta cũng không sợ hãi, không sợ già yếu, và chiến thắng được cái chết. Này các thầy tỳ kheo, những gì ta quan tâm đó là tất cả mọi điều chánh hạnh. Một đốm lửa cháy trong rừng, để duy trì ngọn lửa thì ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt hết mọi thứ trên đường nó đi qua. Thiêu đốt càng nhiều thì tất nhiên ngọn lửa ấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Và hạnh xấu ác cũng như vậy thôi. Phẫn nộ, u sầu, tham, sợ, chúng lợi dụng nhiên liệu trong chúng ta, dựa vào nhiên liệu đó để bùng cháy không dứt. Ngọn lửa thù hận và tham lam cháy mãi không tắt, cho đến khi chúng ta giải thoát ra khỏi sự luân hồi. Giả sử có người chỉ để mắt đến sự hưởng thụ vật chất trong cuộc sống, họ ra sức kiếm được thật nhiều tiền tài, nhưng mà trong lòng người ấy cứ bị ràng buộc trong mâu thuẫn, càng lún càng sâu không bao giờ biết đủ, trong lòng lo toan, ngày đêm không yên giấc. Một khi của cải ấy mất đi thì phải làm sao? Nếu như có người
chặt đứt được những ràng buộc đó. Người ấy không cần phải lo lắng cho tương lai của mình, cũng không cần mang trên vai gánh nặng của quá khứ. Bình thản tự do, chánh niệm trong hiện tại, giữ vững lý trung đạo, cuối cùng lãnh hội được niềm an lạc đích thực của thế gian này. Ronodana, ngài có nghe gì chăng? Thái tử Ajatasattu đến đây là có ý đồ gì? Thái tử không nói gì cả, nhưng ta khẳng định Ajatasattu chắc chắn có việc quan trọng muốn nói với chúng ta. Mong là không có gì ảnh hưởng đến Kapila phải thù. Tiếc rằng Siddhartha không có mặt, nếu không thì mọi việc giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Vua Bimbisara của nước Magadha rất kính trọng Siddhartha. Bảo vật quý của tộc Sakya, thủ lĩnh của tộc Sakya, vua của Kapilavatthu, bệ hạ Suddhodana giá đâu? Tâu bệ hạ, thái tử Ajatasattu xin cầu kiến ngài. Ngài ấy và dương tử Devadatta đang đợi ở điện bên. Mau mời thái tử vào đây. Dân tâu bệ hạ. Thái tử Ajatasattu, lúc còn nhỏ ta rất thích đi săn báu, và giờ đây ta phải tự tay mình bóp chết con báo đó mới thấy thỏa thích. Có được như vậy thì ta mới mãn nguyện. Dương tử Devadatta, ta và bạn rất giống nhau, sau này còn có cơ hội cùng nhau săn bắn đó. Bệ hạ Suddhodana mời hai vị vào nghị sự. Đi thôi bạn của tôi, bệ hạ đang đợi chúng ta đó. Thái tử Ajatasattu của nước Magadha hoan nghênh cậu đến thăm Kapilavatthu. Nếu như cậu báo tin sớm hơn thì chúng ta sẽ sắp xếp được chu đáo hơn, khi đó mới bày tỏ được sự kính trọng. Sự việc có vẻ hơi đột xuất, xin thứ tội vì ta đã không báo trước. Thưa bệ hạ, kể từ khi thái tử Siddhartha lấy danh nghĩa là Buddha để đến Magadha, khiến cho tình thế trong nước có rất nhiều biến động. Người người đều không màng thân phận hay địa vị gì cả, kể cả người xuất gia tu hành, họ đều kéo nhau để đến Magadha, gây ra sự bất mãn trong dân chúng. Việc đáng sợ hơn nữa là thôn làng ở phía nam của Magadha, nơi nơi đều bị kẻ cắp dơ vét tất cả. Chúng tôi hiện bây giờ cần nhiều binh lực để trấn áp, cho nên là đại quân của Magadha đang đóng ở đây để bảo hộ cho Kapilavatthu, không thể nào tiếp tục lưu lại được nữa. Ta muốn đem quân về nước. Nếu như cậu kéo quân về sẽ ảnh hưởng đến nền giao thương của hai nước chúng ta. Ai đứng ra bảo đảm cho sự an toàn của con đường giao thương đó?
Vậy thì Kosala sẽ nắm bắt được thời cơ và tấn công. Thưa bệ hạ, hãy nghe ta nói đi. Ta rất hiểu việc này, nhưng mà Kapilavatthu nhất định xử lý ổn thỏa được thôi. Lấy lại uy phong của mình đi. Ta thấy đại quân Magadha không cần ở lại đây nữa đâu. Xin cáo từ bệ hạ. Tâu bệ hạ, nếu thái tử Ajatasattu rút quân, Bà Sê Na Đi sẽ nhân cơ hội này mà khởi động đao binh. Tộc Sakya lại phải đối mặt với nguy cơ. Việc này phải làm sao đây? Thái độ của Ajatasattu tỏ ra rất kiên quyết. Nếu có Siddhartha ở đây, nhất định có thể giải thích cho vua Bimbisara biết được tình thế khó khăn của chúng ta. Thưa bệ hạ, bây giờ thái tử Siddhartha không có mặt ở đây, còn có con. Con có thể nói chuyện với Ajatasattu để giải thích tình hình cho ngài ấy biết. Con tin là có thể thuyết phục được ngài ấy để không rút quân về. Thưa bệ hạ, theo thần thấy, cách này có thể được. Nếu Devadatta cho rằng nó có thể ngăn được Ajatasattu, vậy tại sao không cho nó thử xem sao? Được rồi, ta cho con cơ hội này. Xin chào ngài Vương Tử Điện Hạ. Thưa Điện Hạ, vậy là sao? Bao nhiêu năm nay ngươi vất vả tận tụy với chức vụ, bệ hạ Suddhodana đặc biệt đem thứ này ban tặng riêng cho ngươi. Bệ hạ mong rằng ngươi có thể kịp thời trở về Magadha. Ngươi được tự do rồi. Ngài nghe ai nói chúng tôi có thể trở về Magadha vậy? Tôi chỉ nhận được mệnh lệnh của bệ hạ Bimbisara. Chính là mệnh lệnh của ta. Chào thái tử điện hạ, xin thứ tội, nhưng mà bệ hạ Bimbisara có lệnh chúng thần không được tự ý rời khỏi Kapilavatthu. Ngươi không nghe mệnh lệnh của ta hay sao? Mau tập hợp quân đội để trở về Magadha ngay lập tức. Tuân lệnh thái tử điện hạ. Việc chúng ta cần làm còn rất nhiều anh bạn à. Hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau. Quốc Dương đã già rồi, còn chúng ta thì đang khỏe mạnh. Suy nghĩ của họ thì làm sao theo kịp chúng ta chứ. Lấy chiêu bài bảo vệ hòa bình ngăn chặn hết tiền đồ của chúng ta. Bạn à, sự anh minh của chúng ta đáng được lưu danh muôn đời sau. Chúng ta thật sự mới xứng đáng là chuyển luân thánh vương. Nhưng dù quốc vương của bạn hay là vua của Kapilavatthu đều không hiểu điều này. Ngươi có ý gì hay à? Có một con đường đó anh bạn à. Con đường này một khi thành công thì bạn và tôi sẽ tỏa sức dĩ dục. Nói ta nghe thử xem. Đại quân Magadha trung thành với vua Bimbisara, còn quân đội của chúng tôi thì một phần trung thành với ta, mà chúng cũng có thể thay tên đổi họ, trà trộn vào quân Magadha, sẵn sàng nghe theo lệnh của bạn.
Nếu mọi thứ thuận lợi thì bạn sẽ là bệ hạ của Magadha. Để đáp lại thì bạn phải tuyên bố ta là vua của tộc Sakya. Nếu nói như vậy nghĩa là quân Kapilavatthu không phải của Magadha mà là của ngươi sao? Đại quân của vua Bimbisara phải đến dẫn ngươi lại Kapilavatthu, đều giữ lại ở đất nước này. Tách xa vua Bimbisara. Anh bạn à, họ không nghe theo lệnh của bệ hạ, chúng ta mới có thời cơ hành động. Cho đại quân của bạn lưu lại đi. Không nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn đâu. Đại quân Magadha ở lại Kapilavatthu, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ ra tay. Một khi ta lên làm vua thì ngươi cũng chính là vua của tộc Sakya. Ngài là Sanjaya, thầy của Sariputta và Moggallana. Sao ngài biết? Kể từ sau khi các học trò của tôi làm tỳ kheo của ngài, tôi vẫn luôn mong được gặp mặt ngài. Tôi có vài câu hỏi, ngài có thể trả lời giúp tôi được không? Đương nhiên. Pháp ngài đang truyền dạy là gì? Pháp ấy nương theo nguyên tắc nào? Theo cá nhân tôi mà nói, tôi không tin và cũng không nương theo bất cứ nguyên tắc nào. Ngài xác định ngài thật sự không tin cái mà chúng ta gọi là nguyên tắc sao? Ngài tin rằng ngài có thể sống như vậy mà không cần tới tín ngưỡng gì sao? Ngài đang chơi trò bắt chữ à? Không đâu. Đây là trò chơi trí tuệ của ngài. Tôi có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng không phải là vấn đề. Bây giờ tôi đang hỏi đến nguyên tắc của ngài. Nếu như một người nào đó trước sau luôn tuân thủ nguyên tắc nào đó thì cuối cùng người ấy cũng sẽ đánh mất sự tự do của tâm linh, trở nên cứng nhắc, thiếu linh động. Còn nếu như mù quáng tuân theo những thành kiến ấy, cho rằng tín ngưỡng của mình mới là chân lý, rồi phủ nhận toàn bộ cái khác,
lúc này, sự tự do của tư duy hoàn toàn không hề tồn tại nữa. Chỉ còn lại một loại kiến giải chiếm lĩnh. Tâm niệm của con người bị khống chế và xung đột, rồi phản đối cũng theo đó mà tự nhiên xuất hiện. Sự tin tưởng mù quáng, thậm chí không có tín ngưỡng, lại càng bị khống chế hơn nữa. Tư duy là năng lượng vô cùng lớn, nó có thể hoàn toàn khống chế lấy bạn. Nhưng với ý niệm chấp chặt như vậy, đó chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành. Nếu như bị nó trói chặt, thì cánh cửa chân lý không bao giờ có thể mở ra được. Nếu mọi người làm theo lời ngài dạy, có còn bị trói buộc nữa hay không? Những gì ta giảng dạy đều bắt nguồn từ chứng nghiệm của bản thân. Con đường của ta dạy không phải là nguyên tắc, cũng không phải thánh điển triết lý, chỉ là sự cảm nhận thuần túy, và đó cũng là chân lý vô thường. Nhưng thưa ngài, nếu như con người xem con đường của ngài là nguyên tắc thì sao? Con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Xin cho con được chạm chân kinh lễ ngài. Nhưng vẫn còn một cảm giác khiến con chưa thể cúi đầu. Tình cảm được chia làm ba loại: vui mừng, buồn đau và tĩnh lặng. Ba thứ tình cảm này luôn có mặt trong cơ thể và tư tưởng của chúng ta. Tình cảm như ngọn sóng trào dâng, rồi sau đó trở về với sự tĩnh lặng. Ta cho rằng, trước hết, hãy quán xét mức độ của tình cảm, am tường và thấu hiểu, tìm ra được chúng từ đâu đến. Cho dù là vui hay buồn, đều phải tìm ra nguồn gốc của chúng. Khi đã tìm ra nguồn gốc của chúng rồi, sẽ phát hiện ra rằng hết thảy mọi thứ đều là không. Cái không mà chúng ta nói giống như bầu trời xanh bao la, tuy rỗng rang không thấy gì, nhưng lại bao trùm hết thảy mọi vạn vật, giống như một tấm màn lớn. Cứ tiếp tục nương theo đó để mà tu tập, từ từ ông sẽ nhận ra những ngọn sóng trước đây sẽ dần dần chìm lắng. Một sự tịch tịnh vô thượng hiện hữu trong sâu thẳm nội tâm sẽ không còn bị dao động nữa. Quán chiếu sâu vào bên trong, liền nhận ra đâu là sai lầm. Cái kiên cố khó lay chuyển nhất cũng chính là cái mềm yếu dễ dẫn. Mà vô minh chính là cội nguồn của tất cả phiền não. Sự thấy biết của ta là nhờ vào thiền định. Thiền định có thể dẹp tan vô tri. Ngoài thiền định, sự cầu cúng, khổ hạnh nhịn ăn hay là hiến tế hoặc những hình thức khác đều không thể đạt được. Ông đã ngủ mê bao lâu rồi, Sanjaya?
hãy tỉnh lại, đứng thẳng lên và hãy nhận ra chính mình. Kính thưa Buddha, Ngài chính là tấm gương của con. Trò chuyện với Ngài xong, lần đầu tiên con nhận ra tín ngưỡng của con thật nông cạn. Ngài đã giúp con không còn tiếp tục sống trong sự mù quáng. Xin cho con được gia nhập vào hàng ngũ tỳ kheo của Ngài. Con xin quy y theo Buddha. Con xin quy y theo giáo pháp của Ngài. Con xin quy y theo đoàn thể tăng già. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương nhân trong thành Rajagaha đã nửa đêm rồi còn đến tìm ta bàn bạc sao? Thưa điện hạ, chỉ có ngài mới xử lý được Buddha thôi. Xin hãy giúp giải quyết cho chúng tôi đi. Cứ nói đi, ta sẽ cố gắng hết khả năng, ta đảm bảo đó. Sự tình rất nghiêm trọng, Dương quốc sắp có biến động lớn rồi. Giờ đây thanh niên đều muốn đi theo Buddha để làm tỳ kheo. Bọn họ rời xa cha mẹ già, bỏ rơi vợ con, không lo cho con cái của mình. Không cần gì cả, chỉ muốn làm người tu hành để tìm cầu giải thoát. Sức lao động khỏe mạnh của Magadha ngày càng giảm đi. Vấn đề này quá đỗi nghiêm trọng, đến nỗi con gái tuổi lấy chồng mà không biết gả cho ai. Ngay cả quân đội của chúng ta cũng không có lính mới nữa, biết làm sao bây giờ? Điều các ngươi muốn nói là vấn đề xã hội à? Chúng tôi quan tâm không phải là vấn đề của xã hội, mà chỉ lo cho công việc làm ăn của chúng tôi mà thôi, thưa điện hạ. Mọi người đều xuất gia hết thì chúng tôi chỉ còn cách dẹp tiệm thôi. Vậy thì các ngươi hãy đem những chuyện này trình báo với bệ hạ Bimbisara đi. Chúng tôi đã báo rồi, nhưng bệ hạ nói ngày ấy không thể xen vào việc riêng của người dân. Thưa thái tử điện hạ, ngài phải giải quyết giúp chúng tôi. Các ngươi có tiền mà, có tiền thì việc gì cũng giải quyết được hết. Hay là như vậy đi, lấy một ít tiền phân phát cho tất cả người dân, bảo họ đi tuyên truyền khắp nơi rằng tất cả các tỳ kheo đều là giả hết. Hãy để cho họ phản đối lại các tỳ kheo, khiến cho danh dự của các tỳ kheo bị chà đạp. Việc này không khó, chúng tôi sẽ làm được. Nhưng nếu như bệ hạ phát hiện, ai đứng ra bên vực chúng tôi? Ngài làm được không? Nhưng để trả ơn ngài thì chúng tôi... Một khi thái tử điện hạ cần sự giúp đỡ, các người phải ủng hộ ngài ấy. Chúng tôi đồng ý. Đương nhiên là chúng tôi sẽ ủng hộ ngài rồi. Thưa điện hạ, đám thương nhân đều đứng về phía ngài. Ngài cũng nên suy nghĩ bước hành động tiếp theo rồi. Thời cơ này sắp đến rồi, sẽ rất nhanh thôi. Ở đây xảy ra chuyện gì à? Các người ngây thơ quá đi. Ở đây xảy ra chuyện gì à?
các người ngây thơ quá đi. Ở đây xảy ra chuyện gì à? Các người ngây thơ quá đi. Đều bị họ lừa gạt hết rồi. Ai đã lừa gạt chúng tôi chứ? Đương nhiên là Buddha và tỳ kheo của ông ta chứ ai. Bọn ta chỉ muốn thử họ chút thôi. Mỗi ngày bọn họ đều đến xin các người bố thí. Nhưng họ là thánh nhân mà. Thánh nhân cái gì chứ? Hôm nay chúng ta cứ thử xem bọn họ có tài cán gì. Nếu như không có thì bọn họ phải cút khỏi thành Rajagaha này. Được, nhưng phải cẩn thận đó. Các thầy tỳ kheo đến rồi. Lại đây, các tỳ kheo. Lại đây, chúng tôi đang chờ các ông đây. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ông nhìn đi, trên ngọn cây tre này có một cái bát bằng gỗ trầm hương. Nếu các ông lấy nó xuống đây được mà không chạm vào cây tre thì sẽ nhận được tất cả tiền bố thí, bằng không thì đừng hòng. Chúng tôi xin lỗi. Sao vậy các thầy tỳ kheo? Trước mặt mọi người chẳng phải các ông tự cho mình rất thần thánh sao? Việc nhỏ bé này có khó gì đâu hả? Đương nhiên là bọn họ không làm được rồi. Đúng là những tên lừa bịp thôi, chỉ giỏi khoa môi múa mép. Không đâu. Bọn chúng không phải là những kẻ lừa bịp mà là những tên hèn yếu nhu nhược. Bằng không thì tại sao tỳ kheo phải đi lang bạc khắp nơi như vậy? Anh có biết thầy của bọn họ là ai không hả? Chính là Buddha, là một tên đạo sư lừa bịp. Giữa đêm bỏ vợ con chạy trốn một mình vào rừng. Không sai. Đủ rồi. Các người không được quyền sỉ nhục đạo sư của chúng ta. Ngay cả hạt bụi dưới chân ngài các người cũng không sánh bằng. Không phải ông muốn xem thần thông của chúng ta sao? Không cần chạm vào thân tre này, ta cũng có thể lấy bát gỗ trầm hương kia xuống. Buddha của chúng ta dạy rằng thần thông không phải dùng để thể hiện cho người ta thấy. Nhưng chúng ta phải đáp trả lại sự vu khống của họ. Tôn giả ơi, thưa Tôn giả, xin ngài tha thứ cho chúng tôi. Tôi tha thứ cho các anh. Thánh nhân ơi, xin cho chúng tôi biết tôn danh của ngài. Ratabutta. Khoan đã, thánh nhân ơi, mong ngài hãy nhận lấy chiếc bát này. Bằng không thì làm sao tin được rằng ngài đã tha thứ cho chúng tôi đây. Xin ngài hãy nhận đi. Ratabutta.
Gatabuta! 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 Bây giờ họ không tin vào chánh pháp, lại đi sùng bái cá nhân, không quan tâm đến chánh pháp, chuyển qua sùng bái sự thần kỳ. Từ nay về sau, nếu có tỳ kheo hiển bày thần thông trước người khác, người đó không thuộc tăng đoàn của ta, cũng không còn là đệ tử của ta nữa. Xin ngài tha thứ, họ đã chửi mắng con, sỉ nhục con đều không quan tâm đến. Nhưng họ sỉ nhục ngài, con không thể nào nhịn được. Cho dù là họ có phê phán ta, sỉ nhục ta, nói xấu ta, hay làm bất cứ điều gì đi nữa, ta cũng không để bụng. Tại sao thầy lại nóng giận với họ? Chúng ta dẫn dắt họ tìm đến chân lý. Nếu các thầy tỳ kheo chỉ lo hiển bày thần thông, sẽ khiến cho mình lạc mất phương hướng. Mẹ ơi, xem con mang gì cho mẹ nè. Hôm nay Bắc Đi và Đắc Tà dẫn con vào rừng chơi, con thấy có rất nhiều hoa vàng. Bắc Đi và Đắc Tà nói với con là mẹ rất thích hoa vàng. Hoa đẹp quá phải không mẹ? Hôm nay ta rất hài lòng với Devadatta. May nhờ nó thuyết phục được Ajatasattu để đại quân của Magadha tiếp tục lưu lại nơi đây, thật sự rất là tốt. Hội nghị tộc Sakya lần tới, ta nhất định đề cập đến sự cống hiến của Devadatta và quyết định sáng suốt của nó. Thiếp đã nói với bệ hạ rồi, Devadatta con trai thần thiếp là một tài năng xuất chúng. Bệ hạ à, sau khi Siddhartha ra đi, Devadatta là trụ cột duy nhất. Devadatta, con đã gặp thái tử Ajatasattu. Vậy thì chắc là con cũng có gặp các vị quan của Magadha. Họ có nhắc gì tới Siddhartha không con? Sao họ không nói về Siddhartha chứ thưa hoàng hậu? Ajatasattu vô cùng lo lắng, ảnh hưởng của Siddhartha ở vương quốc ông ta ngày một lớn. Tại sao phải lo lắng Siddhartha chứ? Thưa hoàng hậu điện hạ, bây giờ Siddhartha được tôn xưng là đấng giác ngộ. Nhiều thanh niên trai tráng đều trở thành đệ tử của Siddhartha. Bọn họ từ bỏ gia đình, của cải của mình để xuất gia theo nó. Thậm chí vua Bimbisara cũng là đệ tử của Siddhartha. Siddhartha sống trong căn lều tre sơ sài, mặc áo vải thô đi khất thực để sống, mỗi ngày chỉ ăn có một bữa. Devadatta, Siddhartha không hỏi gì về chúng ta sao? Thưa không,
Siddhartha có hỏi thăm gì đâu chứ? Nó đã quên chúng ta rồi, thưa hoàng hậu. Kìa hoàng hậu điện hạ, hoàng hậu không nên cảm thấy đau lòng quá như vậy. Chúng ta phải nên cảm thấy tự hào. Bởi vì sao hoàng hậu biết không? Siddhartha của chúng ta đã cổ vũ được nhiều người theo mình như vậy. Ngay cả vua Bimbisara bây giờ cũng theo nó, đã trở thành đệ tử của Siddhartha rồi kìa. Siddhartha không trở thành vua của Kapilavatthu. Nó không ngồi trên ngai vàng, nhưng vẫn là một ông vua. Bà nội dạy cho con thổi bài này. Bà nói đây là bài sáo mà cha thích nhất. Mẹ ơi, hình như mẹ rất là vui. Thôi cả mẹ. Con đã nói gì với Ajatasattu vậy? Sao cậu ta lại đồng ý nhanh thế? Ajatasattu muốn làm vua của nước Magadha. Còn con thì muốn làm vua của tộc Sakya. Do đó chúng con đã làm một cuộc giao dịch. Hắn đồng ý không rút đại quân của vua Bimbisara về nước. Còn con thì con sẽ tranh thủ tìm cơ hội cho người của chúng ta trà trộn vào trong quân đội của Magadha. Sau đó vua Bimbisara, Ajatasattu ngồi lên ngôi vị của nước Magadha. Còn con thì vương vị của tộc Sakya chính là của con. Bây giờ Siddhartha được tôn xưng là đấng giác ngộ. Nhiều thanh niên trai tráng đều trở thành đệ tử của Siddhartha. Bọn họ từ bỏ gia đình, của cải của mình để xuất gia theo nó. Mặc áo vải thô đi khất thực để sống, mỗi ngày chỉ ăn có một bữa. Sống trong căn lều tre sơ sài. Nó đã quên chúng ta rồi, thưa hoàng hậu. Arambh ho gayi nirvan pratha. Suno suno ye buddh katha. Thật quan đường, ông có biết là chính ông đã làm tan nát gia đình của chúng tôi, vậy mà mọi người đều nói ông là thánh nhân. Chồng của tôi đã xuất gia làm tỳ kheo rồi đó. Ông là kẻ lừa bịp. Tỳ kheo của ông chỉ biết hiển bày thần thông, dụ dỗ đám thanh niên đi làm tỳ kheo. Kẻ lừa bịp như ông cần phải trị tội nặng nề. Chẳng phải ông dạy người ta nên có lòng từ bi sao? Nhưng bản thân của ông, bản thân của ông có chút từ bi nào không? Anh bạn à, nếu như anh đem một món quà tặng cho hàng xóm, nhưng người hàng xóm đó từ chối không nhận lấy món quà, vậy thì món quà đó sẽ thuộc về ai? Đương nhiên là của tôi. Cũng như thế, những lời anh lăng mạ ta, ta cũng sẽ không đón nhận nó, cuối cùng vẫn trả về cho anh. Chửi mắng
đó là hành xấu. Nó không có kết quả tốt đẹp, giống như tiếng gian của âm thanh, khiến lời nói ác gian dội trong tâm của anh. Giống như con người không thể tách rời chiếc bóng của họ vậy. Cũng thế thôi, ác hành cũng không rời xa người làm ác, chúng sẽ trở lại khiến cho anh càng thêm đau khổ. Những gì ta muốn nói ở đây chính là sự tỉnh ngộ, giúp anh nhận ra chính bản thân của mình khiến tà niệm và ác hạnh dần dần biến mất. Ngài thật là phi thường. Ngài dùng lời ban phước để đáp lại lời chửi mắng, quả thật rất phi thường, rất phi thường. Giữa ta và anh không có gì khác nhau. Ta là người đã tỉnh ngộ, anh cũng có ngày sẽ tỉnh ngộ. Đệ tướng à, ngoài việc này ra, hãy viết thêm một bức chiếu thư. Hiện nay trong nước bình yên, nên tháng này chúng ta không thu thuế của người dân. Một quyết định anh minh, thưa bệ hạ. Sao vậy hoàng hậu? Thưa bệ hạ, Yasodhara nó... Yasodhara không sao chứ? Mấy ngày qua nó không đến đây, nó có sao không hả? Thiếp không biết phải nói sao đây nữa. Ngài đích thân tới mà xem đi. Yasodhara! Như vậy nghĩa là sao, Yasodhara? Thiếp đã khuyên con bé hết lời rồi, nhưng mà con bé vẫn kiên trì với quyết định của nó. Thưa mẹ, dạ thưa cha, xin đừng vì con mà đau lòng. Nhìn thấy tình cảnh này của con dâu ta, làm sao ta không đau lòng được? Con đã từng vì chàng mà áo gấm lụa là, làm đẹp dung nhan chỉ vì phu quân mà thôi. Này đã không cùng kề vai sánh bước, ít ra cũng có thể chắp cánh bay theo chàng. Con gái của ta phải ngủ trên nền đất cứng, ta không thể chấp nhận được. Không thể nào. Vận mệnh của chàng chính là vận mệnh của con. Không đâu, con đã gánh chịu biết bao chuyện bất công, phải chấm dứt ngay những tháng ngày như thế này. Đệ tướng đâu? Có thần tâu bệ hạ. Người có thấy bộ dạng của hoàng hậu tương lai hiện giờ hay không? Nó đã nếm đủ nỗi đắng cay của sự phân ly, thân xác ngày càng héo hon. Một người con gái yếu đuối mà phải chịu đựng những điều này, ta không thể làm ngơ được nữa. Ngươi hãy mau đi đến Magadha, đưa Siddhartha về đây cho ta. Cha ơi, con không muốn làm trở ngại việc tu hành của cha. Không ai làm trở ngại việc tu hành của nó. Nhanh chóng đến chỗ Siddhartha, đưa nó về đây, nhanh lên. Nói với nó muốn ở trong rừng tu hành thì hãy ở trong rừng của Kapilavatthu. Nói cho nó biết tình hình của vợ con nó. Vợ con nó đã làm gì sai mà phải chịu đầy đọa như thế này? Cha ơi, con xin người đừng làm như vậy. Nếu như Siddhartha ở đây thì con có thể gặp được mặt nó, có thể cùng nó trò chuyện,
không cần phải ngày nào cũng chịu sự dày vò như thế này đâu con à. Hãy gọi China đi cùng với người. Siddhartha chắc chắn còn chút tình nghĩa cho nó. Đi nhanh đi. Tuân lệnh bệ hạ. Rahula. Chú China ơi. Chú China Rahula ơi. Rahula. Chú China ơi, nhờ chú đưa cái này cho cha của con nha. Chú hãy nói với cha của con là con rất nhớ cha. Rahula, con cứ ép buộc cha con như vậy là không đúng chút nào đâu. Không phải đâu mẹ à. Chú sẽ đưa cha về, đúng không? Đúng vậy thưa Thái tử Điện Hạ. Nếu như không đưa được cha cậu về thì thật cũng không trở về. Thưa phu nhân, người có muốn gửi gì cho Điện Hạ Siddhartha không? Hoặc vài lời gì đó. Trước đây ta đã từng gửi hoa sen cho chàng, và chàng đã trả lại. Lúc đó ta không nghĩ gì. Bây giờ cũng như vậy. Ta không muốn trở thành viên đá làm vướng chân của chàng ấy. Ta chấp nhận tâm nguyện và cuộc sống của chàng ấy. Nếu như chàng tặng cho ta thứ gì, xin đừng nhận. Chỉ nói với chàng ấy rằng, nếu chàng ấy muốn tặng gì cho ta, thì xin chàng ấy hãy đích thân tới gặp ta. Tể tướng à, ta mong rằng lần này ngươi và China không làm bệ hạ của các người thất vọng. Xin bệ hạ yên tâm, nhất định Điện Hạ Siddhartha sẽ trở về. Công đức khổ hạnh của phu nhân Yasodhara tuyệt đối không uổng phí. Ta dùng sức để chiến đấu, chứ ta không hề dở dang. Ngài chắc chắn rằng tướng quân của Magadha đứng về phía chúng ta không? Không sai. Ông ta cũng bất mãn với bệ hạ và Buddha. Chỉ cần ngài hạ lệnh là được. Buddha đã tung hoành, đã làm tan nát gia đình ông ta. Con rể ông ta bỏ vợ đi làm tỳ kheo. Ông ta đi tìm đến bệ hạ Bimbisara để tố cáo. Ngài biết là bệ hạ nói gì không? Bệ hạ nói ngài ấy tôn trọng quyết định của anh ta, bởi vì anh ta đang đi theo con đường chân chính. Phải công nhận bệ hạ rất biết cách sát muối lên vết thương của người khác. Ngươi đã quyết định cứu Magadha ra khỏi tay của tên lừa bịp chưa? Dạ, thưa Thái tử Điện Hạ. Nếu chúng ta phản kháng thất bại thì sao đây? Vậy thì... Thần xin thề, thần sẽ tự kết liễu đời mình, tuyệt đối không để ngài và Magadha chịu bất kỳ tổn hại nào. Hiện tại ta cần hai người có thể giúp ta.
một người giỏi kiếm thuật và một người đáng tin cậy. Ngài chỉ cần hai người thôi sao? Chỉ hai người thôi. Nhưng mà hai người đó phải có đủ can đảm để có thể đi lấy đầu của Quốc Dương. Ngay bây giờ cái ta cần chính là thủ cấp của vua Bimbisara. Xin làm phiền, xin hỏi Buddha đang ở đâu ạ? Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, Sakyamuni Buddha, Sakyamuni Buddha. Các thầy tỳ kheo thân mến, đây là người bạn thân thiết của ta, Channa. Còn đây là tể tướng của cha ta, đại thần của Kapilavatthu. Ngài xa Kapilavatthu đã 7 năm rồi. Nhìn ngài rất sáng ngời và rạng rỡ. Thần thật sự không ngờ có thể nhìn thấy ngài với thần tướng trang nghiêm rạng ngời. Mẹ Bajabati và phụ dương kính yêu của ta vẫn khỏe chứ? Từ lúc ngài ra đi cho tới giờ, trên gương mặt họ không hề nở nụ cười. Giờ đây sức khỏe của bệ hạ ngày càng yếu, mà ngài vẫn phải miễn cưỡng tham dự triều chính. Cái này là của thái tử, Rahula nhờ thần ban tặng cho ngài. Cậu ấy đã lớn rồi, cậu ấy nói với mẹ là nhất định phải đưa cái này đến tay của ngài. Cậu ấy thông minh như ngài vậy đó, việc gì cũng biết hết. Và cậu ấy luôn nhớ đến ngài. Phu nhân Yashodhara vẫn khỏe chứ? Chúng thật không thể nói bất cứ điều gì về phu nhân hết. Ngày trở về Kapilavatthu tự nhiên sẽ biết thôi. Đợi ta tìm ra câu trả lời, ta sẽ trở về bên cạnh nàng, trở về bên cạnh Rahula. Từ khi ngài bước chân lên con đường tìm cầu giải thoát, thần dân Kapilavatthu đều sớm tối ngóng trông. Bệ hạ và hoàng hậu chỉ sống nhờ vào niềm hy vọng thôi. Mong là có thể gặp lại con trai Siddhartha. Phu nhân Yashodhara chỉ cần nghe tiếng gõ cửa thôi cũng vui mừng khôn xiết và chạy đến bên cửa, nhưng lúc nào cũng phải thất vọng trở vào và cũng không cho Rahula biết được nỗi lòng của mình. Còn kể chuyện ngày xưa của ngài cho cậu ấy nghe nữa. Chúng thần đến đây để mời ngài trở về. Ngài sẽ quay trở về với chúng thần chứ? Thần đã từng thề sẽ không quay trở về nếu như không có ngài đi cùng. Tất nhiên là ta sẽ trở về Kapilavatthu. Ta đã hứa với nàng Yashodhara,
Ngày hội ngộ của chúng ta không còn xa nữa. Yashodhara, nàng nhìn xem, ta đã về rồi. Ta không làm sai lời hứa. Ta ra đi trong màn đêm và trở về cũng trong màn đêm. Nhưng đêm ấy thực sự quá dài. Bà nội dạy cho con thổi bài này. Bà nói đây là bài sáo mà cha thích nhất. Mẹ ơi, hình như mẹ rất là vui. Đúng vậy, vì cha con sắp trở về rồi. Thật hả mẹ? Ừ. Bởi vì lúc nãy cha con đã báo mộng cho mẹ biết đó con trai à. Đây là Chivaka, con trai của con, sau khi nó từ học đường Taxila trở về. Cứ muốn đến gặp ngài. Còn con cũng rất muốn gặp ngài. Con đang đi học à? Con đang học theo cha của con, học về năm giới. Nếu như con cứ tiếp tục học, sau này lớn lên, con có thể đi theo ngài được không? Được chứ, tại sao lại không? Mấy hôm nay có vài việc khiến cho con không được yên. Cuộc sống phù hoa này, sắc đẹp và danh lợi, tất cả đều quan trọng lắm hay sao? Nếu như một ngày nào đó chúng không còn trên đời này nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ambapali, nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn. Trong đời sống này không có gì là vĩnh cửu cả, luôn vô thường như vậy, khiến trong lòng luôn thấp thỏm lo âu, vật dụng và tài sản có thể không có giá trị. Nhưng sự dấn dương bám víu vào những cái đẹp, tất cả những điều đó khiến chúng ta bị buộc chặt vào đó, rồi sinh ra ngã mạn và khiến cho nó lớn dần. Nhưng nó chỉ là mây khói thoáng qua. Ambapali, khi cô đi vào thiền định sẽ phát hiện những thứ chúng ta bám víu đó chẳng qua chỉ là cảnh tượng hư ảo. Ambapali, nỗi buồn đau của cô từ từ sẽ được tan biến, để rồi có được niềm hoan hỷ. Lúc đó thần chết cũng không làm gì được chúng ta, huống chi là sự già nua. Con sẽ phụng hành theo lời của ngài dạy bảo, cung thỉnh ngài đến thăm cung điện trong rừng xoài của con. Con nhất định sẽ chờ ngài.
ta sẽ đi. Lúc ngài nói chuyện với Ambabali, thần thái vô cùng bình lặng, không hề bị vẻ đẹp làm xao động. Tâm niệm của ngài đã vượt xa người bình thường. Một cô gái xinh đẹp như vậy đến trước mặt tỳ kheo, làm sao họ có thể giữ được sự an nhiên như ngài? Đẹp hay xấu, tất cả đều do năm nguyên tố tạo thành. Không có gì khác biệt với vạn vật trong thế gian. Sự giản đơn của vũ trụ khiến người ta kinh ngạc. Nếu chúng ta dùng con mắt nghệ thuật để nhìn, thì vạn vật trong thế gian cũng không có gì xấu đẹp. Này gió, này mây, này ánh mặt trời hay dòng nước trong xanh, cảnh sắc ngày thu và rừng trúc xanh tươi đẹp trước mắt này, nó đều rất đẹp. Chỉ do chúng ta chưa từng chú ý đến vẻ đẹp của chúng mà thôi. Mà thứ có thể làm xao xuyến lòng người nhất, đó là vẻ đẹp của người nữ. Nếu người nam bị vẻ đẹp của người nữ hấp dẫn, thì người nam đó sẽ xa rời con đường mình đang đi. Nếu quý vị tiếp tục đi sâu vào thiền định, thì những vật bên ngoài sẽ không còn lôi cuốn được quý vị, khiến cho quý vị được an nhiên, không bị vọng tưởng lừa gạt. Bạch Thế Tôn, cái gì gọi là đẹp? Vẻ đẹp cũng vô thường. Xưa nay nó chưa từng mang đến khổ đau. Với tâm từ bi và tự do, không bị bất cứ sự vật nào trói buộc cả. Chính cái tâm ấy cảm nhận được tịch tịnh và sự an lạc. Đó là chân lý vô thường. Hãy luôn thực hành như vậy, cánh cửa ấy luôn mở ra cho mọi người. Chỉ cần quý vị cất bước lên mà đi. Cảm ơn thừa tướng. Nhờ sự hiếu kỳ của ngài mà chúng tôi hiểu rõ về cái đẹp. Con dâng lệnh đến đây để xem thử đã xảy ra chuyện gì. Con đến để đưa Buddha trở về Kapilavatthu, nhưng bây giờ lại muốn ở lại đây gia nhập vào tăng đoàn làm đệ tử của ngài. Ngài sẽ nhận con làm tỳ kheo phải không? Đương nhiên. Chờ khi về đến Kapilavatthu, thỉnh an bệ hạ, phu nhân Ambabali đang đợi ngài. Hôm nay thiếp cảm thấy rất vui, có được phước báo đã gặp được Buddha, con trai Chivaka. Còn hỏi Buddha, nó có thể làm đệ tử của ngài ấy không? Thật không thể nghĩ bằng, hai đứa con cùng một cha. Đứa thì sùng kính Buddha, còn đứa kia thì lại nguyền rủa Buddha. Ta không hiểu nổi. Rốt cuộc Ajatasattu đã có giả tâm gì đã xui khiến nó hành động như vậy chứ? Chính pháp của Sakdili không chỉ phát động chiến tranh mà còn phải mang hòa bình cho muôn dân.
Dừng tay! Ta sẽ đích thân xử tội nó, để coi nó dân lệnh của ai mà dám ám hại vua Bimbisara của nước Magadha. Chúng ta đều có chung một tư tưởng, cánh cửa chân lý vô thượng đều ở bên cạnh mọi người. Đi đi, ta tha tội chết cho ngươi. Ngài tha chết cho kẻ đến giết mình sao? Tha chết cho thích khách à? Ta là đệ tử của Buddha. Ta đã là một Phật tử kiền thành, từng phát lời thề nguyện. Nhưng ít ra ngài cũng nên hỏi xem ai đã sai khiến chúng đến giết ngài chứ. Không cần phải giết chúng đâu, ta biết ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này. Các ngươi không lấy được đầu quốc vương mà còn mất hết cả tính mạng nữa chứ. Tên kia đâu? Dạ thưa, tên kia đã đầu hàng Buddha, làm tỳ kheo của ông ta luôn rồi. Các ngươi không lấy được đầu quốc vương mà còn mất hết cả tính mạng nữa chứ. Tên kia đâu? Dạ thưa, tên kia đã đầu hàng Buddha, làm tỳ kheo của ông ta luôn rồi. Các ngươi không lấy được đầu quốc vương mà còn mất hết cả tính mạng nữa chứ. Tên kia đâu? Dạ thưa, tên kia đã đầu hàng Buddha, làm tỳ kheo của ông ta luôn rồi. Thưa tôn giả, con là người thô lỗ. Con vẫn còn sống trên thế gian này. Mạng sống chính là ngài ban cho. Ngươi từng gặp Buddha chưa? Con thấy tiền nên qua hết cả mắt những lời đi giết bệ hạ Bimbisara, nhưng bị bắt tại trận. Vốn bệ hạ có thể xử con tội chết, nhưng ngài ấy đã buông kiếm, còn tha cho con đường sống. Bởi vì ngài ấy đã hứa với Buddha không tùy ý phạm giới sát sanh. Hôm nay con tới đây là muốn quy y theo ngài. Thưa thần linh, có ngài che chở, con có thể được giải thoát. Con vĩnh viễn không động tới đao kiếm nữa, không đi giết người nữa. Thưa thần linh, xin ngài tha thứ cho con. Khi mà con nhận ra mình đã phạm phải lỗi lầm, thì vào thời khắc ấy, con cũng đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Cha tìm con sao? Hôm nay con trai của ta không dám nhìn thẳng vào mặt ta. Nhìn lại đi, con đã làm những gì rồi? Nói ra làm ta thêm xấu hổ. Hết đời ta ngôi vua Magadha này sớm muộn gì cũng là của con, vậy mà con không đợi được hay sao? Lẽ ra ta định tuyên bố cho con kế thừa nắm quyền thống trị Magadha,
Con không tin đâu. Lỡ như cha vì người khác mà hại con thì sao? Ta có thể vì ai mà hại con chứ? Chẳng phải cha vẫn còn đứa con trai sao? Đứa con trai của cha và kỹ nữ Ambabali Ayatasattu. Con nói tên của cô ta ra thì cha sửng sốt chứ gì. Vậy sự hoảng loạn của con thì sao? Không lẽ có Buddha rồi thì Ambabali cũng không còn quan trọng nữa à? Cha đã vì ông ta bất chấp tất cả mà coi thường sự trung thành của bà La Môn. Con nói đúng chứ? Bản tính của cha đúng là phản trắc. Con trai à, lúc này sửa sai vẫn chưa muộn đâu. Nếu mà để quả báo đến bên mình, muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nữa. Những người hết lòng muốn tốt cho con, trái lại con càng hoài nghi họ. Cái lộ ra ngoài đó là những rạn nứt trong lòng của con. Con không tin đâu. Cha lại bắt đầu lên lớp cho con rồi đó. Cuối cùng Buddha đã làm cha thay đổi rồi sao? Nhưng mà con không hề giống như Buddha của cha đâu, cha biết chưa? Con sẽ không bao giờ đem lãnh thổ của mình dứt cho kẻ khác rồi sau đó bỏ đi xuất gia tu hành như vậy. Con là Ajatasattu, trên vai của con là chính pháp của sát đế lỵ. Con phải có trách nhiệm với Magadha. Con của Magadha phải cấm khắp cha Bhuvipa. Thần dân Magadha đang sống trong hòa bình. Ngoài danh của Magadha đã chinh phục Zembuviba từ lâu. Tại sao? Tại sao con nhất định muốn khiến cho nó đổ máu? Cha là sát đế lỵ mà lại sợ đổ máu sao? Đây chính là lý luận cao siêu của Buddha đúng chứ? Ajatasattu, nói gì với con cũng vô ích mà thôi. Bây giờ ta có thể trị tội phạm thượng này của con bất cứ lúc nào. Nhưng ta là cha của con, con có thể có ý nghĩ muốn giết ta, nhưng cha không thể ăn thịt con. Con cũng biết đó, đối với một người cha mà nói, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trở thành kẻ thù của chính con mình. Giờ đây ta đã già rồi, ta cũng muốn thoát khỏi trách nhiệm đối với vương quốc này. Nhưng theo tình hình hiện nay thì sợ rằng phải đợi đến 10 năm sau mới thực hiện được nguyện vọng này. Nếu nói trên đời này con đã hận ai thì người đó chính là cha. Vậy nên con nghe cho rõ đây, cho đến lúc nào con đủ tư cách kế vị, bằng không ta tuyệt đối không để con bước gần đến quyền lực của Magadha này. Tại sao con lại có thái độ đối với cha như vậy hả? Con làm tổn thương cha mình đến như vậy sao con trai? Đây chính là tình cảm mà cha con ta đang có hay sao? Mời hai vị trở về Kapilavatthu để báo tin cho mọi người biết. Ta và chúng tỳ kheo của ta sẽ cùng trở về. Kapilavatthu sắp được dịp tưng bừng náo nhiệt rồi. Thưa thừa tướng,
Ngài đang nghĩ gì vậy? Sự kinh phục của tôi đối với Buddha mỗi lúc một sâu đậm. Ngài ấy hiền hòa như vậy, giống như mây trắng trôi nhẹ giữa bầu trời. Đó là do ta chiến thắng được lo âu và tham dục. Còn suốt nửa đời người bôn ba theo dục vọng, nhưng nhìn thấy Ngài hoàn toàn thông dong tự tại, thế lực của thế gian làm sao ràng buộc được Ngài. Con mong được quy y với Ngài, làm tỳ kheo của Ngài. Khi Ngài về đến Kapilavastu, xin hãy thu nhận con trở thành tỳ kheo. Như vậy cuộc đời con mới được trọn vẹn. Chana, cậu có muốn làm tỳ kheo không? Sao tôi có thể làm tỳ kheo được? Tôi là con của một phu xe. Không đâu, Chana. Trên con đường chân lý của ta, không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc. Những suy nghĩ sai lệch này là sản phẩm của thế gian, không mảy may nào liên quan đến chân lý vô thường. Cho dù là như vậy, nhưng mà con cũng không thể làm tỳ kheo được đâu thưa ngài. Tại sao? Chưa có sự đồng ý của phu nhân Yashodhara, con không thể tự tiện quyết định được thưa ngài. Lúc con từ biệt ngài ở bên rừng, con buồn mãi không thôi. Cho dù tim của phu nhân như là bị dao cắt vậy mà vẫn luôn an ủi cho con. Phu nhân là chỗ dựa duy nhất của bệ hạ và hoàng hậu điện hạ nữa, là vừa làm cha vừa làm mẹ của Rahula. Con nghĩ bây giờ mà con phải rời xa phu nhân Yashodhara thì con không thể làm được thưa ngài. Con không thể rời xa, con thực sự không thể. Chúng ta bước đi trên con đường tìm cầu chân lý đều phải có sự hy sinh. Ta nợ Yashodhara rất nhiều. Chúng con xin cáo từ, hẹn gặp lại ngài tại Kapilavastu. Những người xuất gia là tỳ kheo, nhưng có ai đã từng thấy một người chưa xuất gia là tỳ kheo bao giờ chứ? Nhìn đi, chính là người đó đã là một vị tỳ kheo. Nào là người đẹp, nào là rượu ngon, chốn vui chơi ta. Em điên rồi sao, Yashodhara? Ta đã nói với em là Siddhartha đã trở thành nhà khổ hạnh, vậy mà em còn muốn học theo đó nữa sao? Tôi vô cùng biết ơn anh vì đã cho tôi biết về tình hình của anh ấy. Tôi tin chắc là bây giờ ảo giác về vẻ đẹp của tôi đối với anh sẽ không còn nữa rồi. Yashodhara, theo ta thấy thì đến cả màu áo này cũng hợp với em. Đừng chạy trốn nữa, nếu không thì cả màu áo này cũng không giữ được đâu. Số em định sẵn phải làm hoàng hậu thôi, Yashodhara. Hãy làm vợ anh nha. Siddhartha từ lâu đã vô duyên với vương vị, nhưng mà Devadatta ngồi trên ngai vàng chính là Devadatta ta đây. Hằng ngày hằng đêm, không lúc nào ta không mơ ước có được tình yêu của em, Yashodhara. Anh đã lớn như vậy rồi mà vẫn không chán cái trò đức vua và hoàng hậu đó sao? Vĩnh viễn không bao giờ chán. Suy nghĩ của tôi cũng không hề thay đổi, chỉ là cảm thấy thương cho tương lai của Kapilavastu mà thôi. Bởi vì mảnh đất này sẽ có một ông vua thất bại như anh. Phải rồi, Siddhartha của cô thì toàn thiện toàn mỹ,
thiên hạ này không ai sánh bằng. Đừng mơ tưởng tranh hơn thua với anh ấy. Anh không xứng để so sánh với anh ấy đâu. Rốt cuộc ta có điểm nào không bằng Siddhartha hả? Ta có điểm nào không bằng? Khi con voi bước đi dõng dạc ở trên đường, thì con chó nhỏ bé chỉ có thể đứng sủa gâu gâu thôi. Voi sao? Để ta thử xem con voi của em như thế nào. Nghe đây, nghe đây, nghe đây. Mọi người hãy nghe đây. Tể tướng Jacana đã trở về rồi. Tể tướng Jacana đã trở về rồi. Jacana về, tể tướng về rồi hả? Đức gì không? Mà nói cho chúng ta biết rồi. Thôi, được rồi. Cứ để họ uống miếng nước trước cái đã ha. À, phải đó. Uống nước trước đi nè. Cảm ơn bà rất nhiều. Hôm nay chúng tôi nên cảm ơn ngài mới phải. Xin ngài hãy nói xem vận mệnh có chiếu cố tới mọi người không? Đúng rồi. Đương nhiên rồi. Các vị đều rất may mắn. Thiên tử Siddhartha của chúng ta không bao lâu nữa sẽ trở về Kapila Vây Thu rồi. Phần dân khắp Kapila Vây Thu đang reo hò. Có chuyện gì mà thần dân khắp nơi reo mừng vậy? Ông nội ơi, cháu nhìn thấy dân chúng trong thành và chú Channa đang đi về hướng cửa thành đó ông nội. Bộ có chuyện gì rất vui hay sao? Hoàng hậu điện hạ, thái tử Siddhartha của chúng ta sắp trở về rồi. Tâu bị hả? Thừa tướng, ta nói có sai đâu nào. Quả thật không nhìn nhầm mà. Thần đã không làm ngài thất vọng thưa bệ hạ. Thái tử Siddhartha sắp trở về Kapila Vây Thu với chúng ta rồi. Hãy trang trí lại cung điện. Sơn mới tẩm cung của Siddhartha, tìm thêm vài người thợ, vẽ thêm vài bức tranh tường mới. Phải trang hoàng thật lộng lẫy cho ta. Xin bệ hạ thứ tội. Không phải là thái tử Siddhartha, mà là Sakyamuni Buddha. Ngài ấy không nghỉ trong tẩm cung đâu. Siddhartha không ở trong nhà của mình sao? Khắp nơi đều thấy vàng bạc, khắp nơi đều thấy kẻ lừa người dối, đều thấy sùng bái vũ lực. Buddha sẽ không ở lại. Buddha Siddhartha Gautama, sáng ngời muôn phương, sẽ ở lại trong rừng cùng với chúng tỳ kheo. Dương huynh, chúng ta chờ đợi thời khắc này đã lâu, huynh đừng thất vọng. Chú Channa ơi, chú có đưa đồ chơi của con cho cha không vậy? Tất nhiên là có rồi. Không những lời hỏi thăm, mà ngài ấy còn rất quan tâm đến cậu, hỏi đủ điều về tình hình của Rahula nữa đó. Dương đệ, Ronodana, trang hoàng lại dương thành Kapila Vây Thu. Rải qua đầy khắp các nẻo đường của Kapila Vây Thu, treo vòng hoa trên các cửa thành, trang trí rangoli ở mỗi lối vào, sắc màu càng đẹp càng tốt. Con đường Siddhartha đi nhất định phải sạch đẹp bằng phẳng, gạch đá vụn đều phải dọn hết, đường đi phải tưới dọn sạch sẽ. Dựng nhà cho Siddhartha tại vườn Nigoda
để cho Siddhartha và các đệ tử ở. Siddhartha trở về, mọi người đều vui mừng khác thường. Đây là dấu hiệu không tốt. 7 năm qua rồi, lòng yêu mến của họ đối với Siddhartha vẫn không hề thay đổi. Bây giờ Devadatta dù có ngồi lên ngai vàng của tộc Sakya thì thần dân cũng không ai ủng hộ nó. Có chuyện gì mà mặt cha mẹ ủ rũ không vui vậy? Bởi vì ta và cha của con biết được những ngày bất hạnh của chúng ta sắp đến rồi. Siddhartha và đệ tử của nó tối nay sẽ về đến rừng Nigoda rồi. Sớm ngày mai sẽ vào thành Kapilavatthu. Nhưng có điều, Siddhartha ở chừng dài 3 ngày là đi rồi mà. Devadatta, Siddhartha về rồi, con phải bớt đi chơi dài hơn, có biết không? Con làm ơn đừng gây thêm rắc rối nào nữa có được hay không? Những gì con đã quyết, con tuyệt đối sẽ không thay đổi đâu. Con lại tính toán chuyện gì nữa đây? Siddhartha, con sống trở về Kapilavatthu nhưng không thể sống để ra đi. Siddhartha phải chết ở đây. Siddhartha chết rồi thì lòng của vua Suddhodana cũng sẽ úa tàn theo. Và rồi còn gì nữa, cha mẹ có đoán được không? Cũng sẽ cắt đứt liên hệ với Yasodhara. Và sau đó vua Suddhodana sẽ đem ngôi vua truyền cho con. Vậy là Yasodhara thuộc về con rồi. Yasodhara sẽ là của con. Devadatta, phu quân ơi, chàng có cảm nhận được nó đang muốn làm điều gì không? Nếu như thiếp đoán không lầm thì nó đang định đoạt ngôi vua của tộc Sakya. Điều đó thiếp không cản. Nhưng nếu như nó làm điều gì đó tổn hại đến Yasodhara thì... thì ý đồ của Devadatta sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Nghe đây. Có chuyện gì, nghe có đây. Mọi người hãy nghe đây. Sakya Mauni Buddha đã đến thôn của chúng ta rồi. Kính thỉnh an bệ hạ. Tâu bệ hạ, thái tử Siddhartha đã vào thành Kapilavatthu rồi, còn có các tỳ kheo của ngài ấy nữa. Sakya Mauni Buddha! Buddha! 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 Nào Chana, chúng ta đi thôi. Sakya Mauni Buddha! Buddha! 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 Chana, Siddhartha ở đâu? Ta có nhìn thấy nó ở đâu? Ngài ấy đang ở bên kia. Chính là người mặc áo vải thô đang đứng ở bên kia kìa. Thật là một điều phước lành lớn lao.
ngài có thể đứng trước nhà con. Nhưng mà con chỉ có thể cho ngài chừng này thôi, xin ngài hãy nhận lấy. Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cho ta no lòng rồi. Siddhartha, con trai ta. Con khỏe không con trai? Xin thỉnh an phụ dương. Cha đến để đưa con về cung sao? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Chana ơi, nhanh lại đây, lên xe đi con. Con không ngồi xe, con sẽ cùng các vị tỳ kheo đi bộ vào cung. Đi thôi con. Ta nghĩ một khi con về đến Kapilavatthu chắc phải vào cung trước, đến gặp cha trong niềm xúc động. Mẹ của con đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho con ở trong cung. Nhưng ta không ngờ rằng lại nhìn thấy con. Đường đường con là một thái tử của thành Kapilavatthu lại đi xin thức ăn bố thí của người nghèo như vậy, thật không cam lòng. Dạ thưa cha, con là tỳ kheo, không còn là thái tử. Không chỉ mỗi mình con, mà đệ tử của con, những tỳ kheo của con cùng về với con, giống như họ. Con cũng phải tự khất thực cho chính mình. Đây không phải là truyền thống của tộc Sakya chúng ta. Tộc Sakya có truyền thống riêng của họ. Còn đối với tỳ kheo, cũng phải giữ phép tắc của mình. Đi khất thực cũng là một phương pháp tu tập tinh thần, khiến cho chúng ta học được sự khiêm cung và sự an tịnh. Trong mắt của hàng tỳ kheo, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn. Trên con đường của con đi, mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Sinh linh trong ba cõi đều có quyền học tập chân lý vô thường, đạt được trí tuệ và giải thoát. Đi khất thực không phải là tự hạ thấp mình, ngược lại giúp cho người bố thí tăng trưởng lòng từ bi và sự tu tập của họ. Đối với họ mà nói thì đây cũng là một cách tu hành. Phải tin rằng không chỉ riêng mình con làm được, mà tất cả mọi người đều có năng lực này. Nhưng mà mọi người lại cho rằng con đang đi xin ăn con trai à? Xin ăn và đi khất thực là khác nhau. Người đi xin ăn là vì trốn tránh trách nhiệm.
Vậy cho nên con và các thầy tỳ kheo dốc hết sức lực để mở cánh cửa giải thoát cho mỗi người sao? Dạ đúng vậy thưa cha. Đi khất thực, những ngạo mạn tự đại ẩn sâu trong lòng chúng ta sẽ theo đó mà giảm dần. Còn đối với người bố thí cũng là cách họ đoạn trừ lòng tham, gột sạch tội lỗi của mình. Dương tử tuy sinh ra trong dòng sát đế lị, nhưng vận mệnh sắp đặt ngày ấy sẽ trở thành một người tu hành. Đứa trẻ này đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, giống như tiên nhân Gotama vĩ đại. Thưa cha, con đang đứng trước mặt cha, nhưng tại sao cha lại lạc vào hồi ức của quá khứ? Ta nhớ lại lời dự đoán của tiên nhân Ishita. Tầm nhìn của tiên nhân Ishita thật sâu xa. Năm xưa ông ấy từng dự đoán tương lai của con, nhưng ta không thể nhìn thấy được. Hoặc là ta chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy. Vậy mà kỳ tích thật sự đã xảy ra. Từ Siddhartha, con đã trở thành một bậc giác ngộ. Gãy tới rồi, Điện Hạ ơi, Thái tử Siddhartha đã về tới rồi. Sao chứ? Mau đi thông báo cho hoàng hậu Pajapati biết đi. Dạ. Nhanh lên. Chị Mangala, chị ơi. Chị Bác Thí à, có chuyện gì vậy? Một ngày rất vui chị ơi. Chuyện gì mà vui? Siddhartha của chúng ta đã trở về rồi. Sao chứ? Chị mau ra đón đi. À được. Nhanh nha. Hoàng hậu Điện Hạ. Hoàng hậu Điện Hạ à. Hoàng hậu Điện Hạ. Lexica. Bẩm hoàng hậu, ngày lành đã tới rồi. Thái tử Siddhartha của chúng ta và bệ hạ đã trở về rồi đó hoàng hậu à. Vậy sao? Vibhavri, Vibhavri, em đã nghe gì chưa? Siddhartha đã về. Đúng rồi. Vậy chị à. Mau lên Lexica, mau đi chuẩn bị khay lễ đi. Mau lên. Dạ thưa hoàng hậu. À khoan đã, người nhớ để qua đỏ vào nha. Dạ thưa hoàng hậu. Được rồi, đi đi. Mà nè, hai người sẽ còn ở đây chứ. Mau đi chuẩn bị đi. Nhưng mà Siddhartha của ta sắp về chúng rồi. Chúng ta đã. Chị ơi, từ sáng sớm chúng em đã lo chuẩn bị hết rồi. Phải. Là do chị không để ý thôi. Trong mắt chị có con trai Siddhartha của mình thôi mà. Đúng rồi, Vibhavri à. Yasodhara, Yasodhara đâu rồi? Yasodhara, Yasodhara. Khổ hạnh của con đã thành công rồi. Tin tức báo về, Siddhartha và bệ hạ sắp trở về cung rồi con à. Yasodhara, mẹ rất mong là bây giờ con sẽ là người đầu tiên đi đón Siddhartha. Chắc là thằng bé sẽ vui lắm đây. Chúng ta đi thôi con, nhanh lên. Yasodhara, sao vậy con? Sao con không đi chứ? Dạ không đâu. Thưa mẹ, con không thể đi được. Nếu ngài ấy hỏi đến con, vậy thì mẹ hãy cứ để ngài ấy tới đây gặp con. Yasodhara, con có vẻ làm cao quá đó. Như vậy là không tốt đâu. Có phải con có suy nghĩ gì khác không? Yasodhara, con hãy tha thứ cho Siddhartha đi con. Đừng giận thằng bé nữa mà. Hoàng hậu ơi, mau đi thôi. Thái tử Siddhartha đã sắp tới cửa hoàng cung rồi đó. Còn ở đây, nếu ngài ấy không nhìn thấy thì biết phải làm sao đây hả? Được rồi, đi thôi chị ơi. Nếu Yasodhara đã muốn như vậy thì Siddhartha sẽ tới gặp nó thôi. Hoàng hậu Điện Hạ mau đi thôi. Nếu không thì Siddhartha đến đây không phải chỉ thăm một người mà tới hai người lẫn đó. Thank you.
Sakya Muni Buddha. 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 Xem mẹ con xúc động chưa kìa. Đi cả chân trần đến đây. Sao đến trước mặt Siddhartha mà lại dừng lại rồi? Đây là con trai của thiếp thật sao? Đúng vậy, Pasapati. Đây là con trai của nàng. Người đã thắp sáng cả thế gian này. Hạnh phúc quá. Con tưởng ngài không nhận ra con nữa chứ. Lasika, sao lại như thế được? Chị đã trông ta lớn lên kia mà. Hoàng hậu điện hạ, người hãy chấm gala cho thái tử đi, để thái tử không bị mắt tà dòm ngó tới. Gọi người là cha không? Được chứ con trai. Cha quên con rồi sao? Sao ta có thể quên Rahula con trai của ta được? Nanda đâu rồi hả mẹ? Nanda sẽ tới liền. Mẹ đã nói cho nó biết là con trở về rồi. Còn Yashodhara? Nó đang ở trong tẩm cung của nó. Nó không chịu ra đi.
con biết rồi. Con phải đi tìm cô ấy. Tất cả buồn khổ và đau thương của cô ấy đều do con mà ra. Mở mắt ra đi, Yashodhara. Ta trở về thăm nàng đi. Chính nơi mà ta đã ra đi. Đến để thực hiện lời hứa với nàng.